Alo. Alo rồi, hôm nay chúng ta học tiếp cái cuộc đời tức là câu chuyện về ngày Pí Linh Nó Bách Chát. Pí Linh Nó Bách Chát là cái vị được xem là số 1 trong cái chuyện được chư thiên thương quý nhất. Chúng ta thấy nữa là hôm trước chúng ta học về cuộc đời của ngài Xuất Phù Tí là đệ nhất ứng cúng, là bởi vì là ngài thường xuyên sống ở trong cái từ tâm, mà người sống ở trong cái từ tâm thì thường được cái sự yêu mến của chư thiên. Nhưng mà ở đây lại có một cái nhân vật nữa được xem là được chư thiên thương hơn là Xuất Phù Tí nữa. Tại sao? Thì phải nói rằng là nó có cái duyên sự. Ngài Xuất Phù Tí ngài sống có từ tâm đúng, nhưng mà ngài đi đâu thì ở đâu có người thương ngài, nhưng mà hãy ngài đi khuất rồi thì thôi nha, đi đâu thì chư thiên cũng thương, sống ở đâu chư thiên cũng thương, nhưng mà ngài từ chỗ này qua chỗ kia rồi đi qua chỗ khác rồi thì thôi. Và cái số lượng mà chính vì hãy lúc thương lúc nhớ thì thương, lúc quên thì thôi, cho nên gọi là cái fan của ngài không có nhiều bằng cái ngài Pí Linh Đao Bạch Trác nha. Cái fan của ngài không có nhiều bằng, bởi vì đúng là ngài rất là dễ thương, nhưng mà ngài được người ta thương bởi vì ngài dễ thương, chứ còn giữa họ với ngài không có ân tình đặc biệt. Đó là ngài Xuất Phù Tí. Còn ngài Pí Linh Đao Bạch Trác tại sao được xem là có số lượng fan chư thiên đông nhất, là bởi vì sao? Là bởi vì cách đây không có lâu, cách đây một vài kiếp sống thôi, thì ngài là một chuyển luân vương. Các vị biết chuyển luân vương là minh quân thánh chúa, là cái vị mà coi như trị quốc bằng cái là đạo đức 100%, không hề có hình phạt, không hề có cái sự mà còn nhà tù rồi tra tấn rồi hành hạ, không, ngài trị quốc hoàn toàn bằng cái tình thương. Ngài khích lệ cho mọi người sống vị tha, hào sảng, sống có đạo hạnh, kỷ cương, đạo đức. Ngài khuyến khích cho người ta giữ giới, bố thí, sống có phục vụ, có chia sẻ, có trách nhiệm. Mà ở đây có một cái chuyện nói ra rất là dễ gây hiểu lầm, mà bà tôi cứ ớn nhất là bà con cứ nghĩ là tại sao tôi thích nói chính trị. Không phải, tại vì không, cái mà quý vị có cái ý như vậy thì quý vị luôn luôn nghĩ tôi như vậy nha, thì chuyện liên quan này phải nói thôi. Chúng ta phải mượn lời kinh thánh, mượn kiểu thì đúng hơn, phúc thay cho cái kẻ nào được sống ở trong cái đất nước mà có cái vị minh quân thánh chúa, hoặc là nói theo thời nay là phúc thay cho kẻ nào được sống ở trong một cái đất nước mà chính phủ khôn ngoan, hỗ trợ cho người dân sống có văn hóa, có giáo dục, có đạo đức. Đó là cái phúc nha. Còn mình xui mà mình sống trong một cái đất nước mà chính phủ không có xem nặng về vấn đề giáo dục, đạo đức, xã hội, tình người, thì coi như mình ở lâu ngày là mình cũng xong phim luôn. Mặc dù mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, nhưng mà do cái nghiệp nào đó chúng ta mới sanh vào cái xứ sở như vậy nha. Tôi nhắc lại lần nữa, cái thiện căn hay là cái ác căn của mỗi người thì đó là cái vốn riêng chúng ta cứ mang từ nhiều đời kiếp. Nhưng mà chúng ta cũng không có phủ nhận là cái môi trường sống hiện tại nó cũng có một cái tác dụng nhất định lên cái con người chúng ta. Chúng ta làm con người không ra gì, nhưng mà mình may mắn mình sống ra trong một gia đình có đạo đức, trong một xã hội có đạo đức, thì ít ra cái bản chất không ra gì của chúng ta nó cũng ít có cơ hội nó phát tác. Đấy. Và chúng ta cũng ít nhiều có cơ hội để mà sống thiện, hành thiện. Còn nếu mà cái con người chúng ta nó có dễ thương cách mấy, nhưng nếu chúng ta chẳng may mà sinh trưởng trong một cái bối cảnh gia đình, bối cảnh xã hội mà nó hơi tệ về đạo đức, thì coi như chúng ta cũng ít nhiều bị ảnh hưởng nha. Thì cái vị Pí Linh Nó Bách Chát này đó, trong một vài kiếp sống quá khứ, cách đây một vài kiếp sống đó, thì ngài từng là một vị chuyển luân vương, từng là
Các vị có nghe không? Các vị có còn nghe không? Các vị đã nghe thì các vị bị mất đến chỗ nào? Các vị bị mất ở đâu? Ok. Thì ngài là ngài Tứ Linh Đấu Bát Chá đó, trước đây ngài từng là một vị chuyển luân vương và ngài giúp cho rất là nhiều người, x升thiên. Cho nên hôm cái tuổi thọ của chư thiên này rất là nhiều, rất là lâu nha. Cho nên những cái vị trời mà trước đây đó là mang thân nhân loại nha, những vị trời mà trước đây mang thân nhân loại, rồi nhờ cái sự khích lệ khuyến thiện của vị chuyển luân thánh vương đó đó, cái vị mà tiền thân của ngài Bế Linh đó, Bát Chá đó, thì nhờ cái sự khuyến thiện của ngài trong cái kiếp ngài làm vị minh quân ấy, cho nên người ta sanh về trời rất là nhiều và tuổi thọ trên đó rất là lâu. Cho nên hôm nay á, khi mà người ta nhớ lại chuyện xưa, người ta mới nhớ vì đâu mà mình được sanh về trời, thì họ mới nhớ rõ rằng nhờ cái con người này nè, nhờ cái ông tỳ kheo đó đó, cái ông tỳ kheo Linh Đâu Phách Chá này nè, nhờ cái vị đó đó ngày xưa là một minh quân khích lệ mình hành thiện lánh ác, cho nên bây giờ mình mới được sanh thiên nha. Cho nên là nhờ vậy đó, cho nên là ngày mới 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 được chư thiên họ thương, họ nhớ cái ơn cũ quá. Mà cái số lượng đó đông lắm, vì cả một quốc gia, mà các vị tưởng tượng là số lượng cả một quốc gia được sanh thiên, xin lỗi lộn 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 cả một hành tinh, cả một cái hành tinh được sinh thiên nhờ ngài. Cái số lượng đó nó đông lắm, dĩ nhiên không phải là 100% đâu nha, không phải 100% được sanh thiên, nhưng mà cái chữ cả một ở đây có nghĩa là hầu hết, một số lớn rất là lớn nha, được sanh thiên là nhờ nhờ cái sự cai trị khôn ngoan và đạo đức của vua chuyển luân vương đó, mà cái vua đó là tiền thân của ngài. Cho nên các vị tưởng tượng là không biết bao nhiêu triệu vị trời hôm nay nhớ lại ơn cũ, cái duyên xưa, cho nên thấy ngài họ thương lắm, họ mang cái ơn mà nhờ họ ngài mà họ bây giờ họ có mặt ở đây nha. Cho nên ở đây chúng ta có rút ra được hai cái bài học rất là quan trọng trong cuộc đời của ngài, câu chuyện về ngài Tứ Linh Đấu Bát Chá. Một, đó là mỗi lần quý vị hành thiện đó, là quý vị đã ít nhiều tạo ra một ít nhiều đã bắt đầu một cái xu chuỗi thiện. Và khi mà các vị sống bất thiện, dầu chỉ là một bất thiện nho nhỏ thôi, coi như quý vị đang bắt đầu một cái chuỗi bất thiện cho đời sau, không phải cho mình mà cho muôn người. Rồi vì sao? Khi mà mình sống thiện ấy, khi mình sống bằng từ tâm, mình bố thí, mình trì giới, mình ái ngữ, mình trí tuệ, mình chánh niệm, mình thiền định, mình kham nhẫn, thì khi mà mình sống thiện đấy, thì coi như là đời sau kiếp khác mình sinh ra mình được hưởng quả lành. Mà quả lành là sao? Quả lành là người ta gặp mình người ta thương, người ta gặp mình người ta giúp đỡ, người ta gặp mình người ta thương mến, người ta gặp mình người ta nghe lời, bla 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 bla. Cho nên á là khi mà mình làm thiện á, là mình đã gieo cái giống lành cho rất là nhiều người. Còn nếu mà mình là một người có chút ít uy tín, có chút ít ảnh hưởng trong thiên hạ đó, thì khi mà mình làm thiện làm ác gì đó thì mình rất dễ trở thành cái tấm gương cho nhiều người lắm nha. Nên nhớ, chúng ta rất dễ trở thành cái gương xấu hoặc gương tốt cho người khác nha. Đừng có nghĩ mình vô danh, mình bé mọn rồi không ảnh hưởng, không có đâu. Quý vị tưởng tượng trong xóm quý vị mà có một hai cái thằng lưu manh đó, thì thử hỏi coi nó có để ảnh hưởng ít nhiều gì cho cái xóm làng mình hay không. Chắc chắn là có, trẻ em nó sẽ bắt chước, và người lớn lúc đầu thì thấy nó khó chịu, sau đó họ quen mắt và cuối cùng họ thấy nó hay hay. Đấy, trong kinh giải thích tại sao mình sống gần người xấu mình nó là cái chuyện bất thiện. Chỉ riêng chỉ sống gần người xấu đã là cái điều bất thiện. Là vì sao? Là vì buổi đầu mình khó chịu cái xấu của người bất thiện, nhưng mà lâu dần rồi mình sẽ một lúc nào đó mình sẽ thấy nó quen quen, và cuối cùng sẽ có lúc mình đạt đến cái đồng thuận, mình thấy cái nó có lý, mình thấy nó hay hay. Nhớ nha, cái nó quan trọng lắm. Cho nên khi mình là một người vô danh mà mình biết sống thiện, thì mai này đó, khi mà mình có trở thành một người có cái ảnh hưởng trong thiên hạ đó, thì cái thiện của mình nó trở thành ra là một cái nguồn sáng, một cái nguồn sáng cho vô số người nha. Cho nên cái chuyện về ngài Tứ Linh Đấu Bát Chá là một bài học cực lớn và cực kỳ quan trọng cho tất cả chúng ta, cho từng người trong chúng ta. Đấy,
Khi chúng ta sống ác hay sống thiện thì chúng ta sẽ trở thành ra là một cái gương xấu hoặc một gương tốt cho muôn người thiên hạ, mà trong cái đó chính mình không có ngờ, mình không có ngờ đâu quý vị nha, mình không có ngờ. Mình không có ngờ, chẳng hạn như hôm nay mình tới một cái nhà ga ở Thụy Sĩ chẳng hạn, một xứ rất là văn minh, mà mình gặp ở đó có rất là nhiều những cái bức tranh, nó kêu là graffiti. Không biết trong room mình có ai biết cái chữ graffiti không ta? Trong room biết cái tranh graffiti không? Tranh graffiti là cái loại tranh mà nó vẽ tầm bậy tầm bạ, mấy cái thằng xì ke hút chích rồi nó quẩn quẩn, nó cầm mấy cái bình xịt nó ra mấy cái chỗ cộng cộng đêm hôm lén lén ngó trước ngó sau của ai, và nó vẽ tầm bậy tầm bạ. Các vị đừng có tưởng là một cái thằng trời ơi nó không ảnh hưởng đến ai, có ảnh hưởng chứ. Bởi vì bây giờ có nơi nào công cộng mà bên Paris, bên Rome, bên Zurich, bên Geneva, chỗ nào không có mấy cái tranh graffiti. Đấy là cũng do một bắt đầu từ một hai cá nhân, và lâu dần rồi các vị biết nó hình thành ra một thứ văn hóa, mặc dù thứ văn hóa trời ơi nhưng mà nó cũng hình thành ra một thứ văn hóa. Chính những bức tranh tầm bậy đó nó đã kích thích một bộ phận tuổi trẻ không nhỏ. Sáng nay chúng tôi đọc được một cái tin, đó là ở cái nhà ga Hà Nội nó đã xuất hiện cái loại tranh này, mà chẳng những nó vẽ trên tường nhà ga mà nó vẽ trực tiếp lên trên con tàu luôn nha, nó vẽ trực tiếp lên con tàu của Hà Nội, con tàu cái tuyến tàu Cát Linh Hà Đông gì ở Hà Nội đó nha. Cho nên tôi nhắc là chuyện ngày sẵn tôi nói luôn, có nghĩa là khi một người làm chuyện bậy thì nó sẽ kéo theo đó một chuỗi bậy trong thiên hạ nhân gian, và khi một người sống thiện thì họ sẽ kéo theo đó họ trở thành cái gương lành cho một rừng người tiếp nối sau sau đó nữa nha. Nên đây là lý do tại sao ngài Bí Linh Đâu Quá Chát được chư thiên ái kính là như vậy, thương quý lắm, nhớ ơn xưa đã đành, và bản thân ngài là một cái tấm gương sáng cho người ta tu học. Ngài có cái đặc biệt đó. Nhưng mà chuyện về đời của ngài còn có một nét nữa, bên cạnh cái nét son cũng có cái nét mực tàu, là ngài có một cái thói quen đắc quả rồi đó, đắc quả rồi mà ngài cũng có thói quen hay kỳ kỳ. Ngài có thói quen hay kỳ kỳ, thói quen hay kỳ kỳ đó là ngài ngày hay 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 xài thô ngữ lắm, hay xài thô ngữ tiếng Pali kêu là wassalat, qua đi, wassalat qua cha hay là qua đi, có nghĩa là thô ngữ, có nghĩa là sao? Hay xài những cái chữ ví dụ như là nhóc, kêu nhóc gọi là tiểu tử, cái tên tiểu tử kia, cái bà nội này, bà nội này làm gì coi không có được, cái thằng nhóc này thì làm nó nghe không có được, nhìn coi không có được, đại khái như vậy. Thì có cái kiểu nói chuyện như vậy đó. Rồi rất là nhiều người đã thưa với Đức Phật giống như mét vậy đó, nói kỳ quá. Sao ngài cái ngôn từ của ngài kỳ quá, ngài cực kỳ khả kính, ngài cái gì cũng hay, mà tại sao ngài ngày 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 hay, hay làm cho người ta bị sốc vì cái cách mà xưng hô kỳ lắm. Thì Đức Phật ngài dạy rằng con trai Như Lai không có ác ý với ai hết, con trai Như Lai không ác ý, con trai Như Lai không có sân tâm, con trai Như Lai là một vị La Hán nha. Nhưng có điều đó là có thói quen nhiều đời, nhưng mà nói là nói vậy thôi chứ không có phải là ác ý nha, nói là nói vậy thôi. Và ngài trong đây có kể một lần đó, ngài có thói quen, ngài cũng giống như ngài cách cho Danh Á, ngài hãy hỏi. Thì có cái lần ông chở tiêu tới cái mùa thu hoạch tiêu đó, ông đi hái tiêu, ông chất vô mấy cái xe bò, mấy cái thùng, mấy cái bao, ông chở đi, ông chở ngang chỗ ngày. Hỏi trong mấy cái thùng này đựng cái gì vậy? Cái ông nói dạ tiêu. Cái lát sau ông đi ngang trở lại, hỏi đựng cái gì vậy? Cái ông nói dạ tiêu, mà ngài cứ thấy người hỏi hoài vậy đó. Thì ông bực, ông nói phân chuột. Ông nói phân chuột. Khi mà ông về tới nhà rồi đó, thì ông mở ra toàn là phân chuột không? Đó, cho nên là ổng hết hồn rồi ổng mới nói cho bạn ổng nghe, bạn ổng mới là nói hỏi cái hỏi ra hỏi sao kỳ. À, sáng giờ ổng có xúc, ổng có nói cái gì mà với cái người người nào mà đức độ đạo cao đức trọng không, thì ổng suy nghĩ không có rồi sáng có gặp ngài, ngài hỏi mà hỏi hoài tôi bực, tôi có nói vậy đó, tôi nói phân chuột coi là cả một cái xe bò mấy thùng đó, nó là mấy trăm ký cho nó đều là thành thành phân chuột hết. Ông phải quay trở lại ông sám hối ngày thì coi như là nó trở thành mấy cái hột tiêu như cũ.
Các vị hỏi tôi chứ hột tiêu tiếng Bali ghi bằng gì thì tôi nói ghi nha, tiếp phá lý là hột tiêu nha, tiếp phá lý là hột tiêu nha, pepper đó, pepper là hột tiêu, hạt tiêu. Còn các vị hỏi tôi phân chuột là cái gì hả? Phân chuột đó là mu, mu xí cách, mu xí cá quá chát, mu xí cá quá chát là phân chuột, sẵn mình học luôn mu xí cá. Mu xí cá quá chát là phân chuột, cái chuột đó mình nói cho nó sang là phân chuột nha. Mu xí cá là con chuột, quá chát là cái phân á, cái chất thải đó nha. Thì ổng cứ ngày cái hỏi hoài ổng bực, ổng mới nói là cái này là phân chuột, cái này cái nó ra luôn nó thành phân chuột luôn nha. Thì như vậy mình học về cuộc đời của ngài, mình học được hai điều, một cái gương xấu và một cái gương tốt. Bà ổng tôi có nói bà con một chuyện với bà con còn nhớ không, trong cái hành đạo á, trong cái hành đạo đó thì đối với người tu tập tuệ quán ấy, ngày xưa mình chưa biết gì á thì mình thấy thiện ác buồn vui thích ghét khác nhau. Nhưng mà khi mình đã tu tập tuệ quán rồi á thì buồn vui thích ghét thiện ác đều là cái cảnh, đều là đề mục, đều là đối tượng để mình sống chánh niệm hết. Mình đi ngang cái nhà cầu, đi ngang đống rác nghe hôi thì cái tâm trạng đó cũng được mình ghi nhận bằng chánh niệm. Và khi mình đi nghe một cái, ngang một cái bụi hoa lài hoa lý mình nghe nó thơm thì mình cũng ghi nhận nó bằng chánh niệm đấy. Mình ghi nhận một cái tâm tham vừa có mặt, ghi nhận một cái tâm thiện vừa có mặt thì cả hai nó đều là cơ hội để mình đắc đạo hết nghe. Các vị nhớ nha, cái việc mà cái chánh niệm trong tâm xấu, chánh niệm trong tâm thiện đều là cơ hội đắc đạo như nhau. Chánh niệm ghi nhận mình vừa khó chịu, chánh niệm ghi nhận mình vừa dễ chịu thì nó cũng đều là cơ hội đắc đạo như nhau nha. Trong pháp hành á, thì ghi chánh niệm ghi nhận thiện ác tốt xấu buồn vui thích ghét đều là cơ hội đắc đạo, đó là pháp học. Còn pháp hành ấy, còn pháp hành đó thì sao ta, pháp hành gương đó là pháp hành chứ quên, còn bên pháp học á, gương xấu của thánh nhân cũng là cái để mình học, mà gương lành của thánh nhân cũng là cái để mình học nha. Đó, cái này mới quan trọng, chứ không cả pháp học pháp hành nó có một điểm giống nhau nha. Tôi nhắc lại, bên pháp hành tứ niệm xứ thì cảnh thiện cảnh ác, cảnh vui cảnh buồn, cảnh thích cảnh ghét đều là đối tượng chánh niệm và đều là cơ hội đắc đạo như nhau hết nha. Tức là thông qua cái chánh niệm đó, thông qua cái sự ghi nhận đó, ta hoàn toàn có thể nhận ra bốn đề, nhận ra cái tam tướng của danh sắc, của năm uẩn, 12 xứ, 18 giới như nhau nha, của 12 duyên khởi như nhau rồi. Và bên pháp học thì cũng y chang như vậy, cái chuyện xấu hay là chuyện tốt của người người xưa đều là cái bài học cho mình hết, gương xấu gương tốt đều là bài học hết. Nhớ nha, học đạo phải học đến cái mức như vậy đó. Đấy, mình học về đời nghiệp cái linh nó bát chá, mình học cả gương tốt và lẫn gương xấu, học gương xấu để mà tránh, có nghĩa là một cái thói quen không hay cần được điều chỉnh, cần được kiểm soát. Vì sao? Vì nó sẽ gây ra cái họa cho nhiều người lắm nha. Một cái thói quen nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi nó trở thành cái đại họa cho người ta. Rồi hôm nay mình học tiếp một cái nữa, đó là tiếp một cái chuyện nữa, đó là chuyện ngày Pajadaruchiriya. Các vị biết rằng một trong những cái tên gọi mà tôi yêu nhất đó là cái chữ Pahiya. Pahiya, Pahiya nó đồng nghĩa, nó là đồng nghĩa với chữ Pahika. Pahika là người phương ngoại, người từ viễn xứ, người đang lưu lạc nơi viễn xứ gọi là người phương ngoại, hoặc cũng có nghĩa là cái kẻ mà sống ngoài nhân gian, sống ngoài cái cuộc đời tế toái phiền phức. Pahiya hoặc là Pahika đều là người phương ngoại hết. Đấy, cái chữ phương ngoại tôi thương lắm, tôi thương cái chữ này lắm. Cũng như chữ giống như chữ quý đê xá là viện xứ vậy đó. Viện xứ, viện xứ. Xá đó tí là nhớ, xá đó tí là nhớ nha, xá đó tí là nhớ. Mà Vissá đó tí, Vissá đó tí có nghĩa là lãng quên. Lãng quên, lãng quên. Còn cái muttasati là thất niệm, cái này là khác nha, cái này là khác. Muttasati là thất niệm, là không có chánh niệm, nó là khác, cái này là khác. Còn cái vissarati là lãng quên, có nghĩa là hứa rồi quên. Hứa rồi quên, quên một cuộc tình, quên một công việc,
quên một cái kỷ niệm thì đều được Vissarati, còn mà không có chánh niệm trong từng phút thì gọi là Muttasati nha, hai cái khác nhau. Cho nên cái đây là những chữ mình cũng nên nên nhớ rồi. À, thì mình học kinh nhưng cũng lâu lâu mình cũng chen học thêm một hai chữ Pali bỏ túi, biết đâu có một ngày mà quý vị đủ duyên học tiếng Pali. Nhớ mấy chữ này, nhớ hồi xưa mình học kinh Tạng có lĩnh thoảng nghe ông nói. Rồi Pahiyada, vị này cái tên nó là tên tên mẹ đẻ là cái gì mình không có biết, nhưng mà Pahiyada là một cái ngoại hiệu, bởi vì ngài là một khách thương 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 hồ đi buôn bán đường xa trên trên biển trên sông. Lâu ngày người ta gọi ngài là Bá Giá, là người phương ngoại, kẻ phương ngoài đó. Mà sở dĩ có cái chữ Daru Chiriya, Daru là gỗ, còn Chiriya có nghĩa là áo quần. Rồi vì sao? Là vì ngài là một thương lái đi buôn trên biển, rồi tàu chìm tấp vào một cái hoang đảo. Áo quần tả tơi, không có gì để mặc, ngài mới lấy vỏ cây á, ngài đập cho nó dập 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 ra, rồi cái ngày mới lấy dây rừng, cái ngày bệnh ngày tết nó lại thành cái che thân. Rồi cái người dân trên đảo thấy như vậy, họ tưởng ngài là một cái bậc gọi là chân tu ẩn sĩ khổ hạnh thanh tịnh, hè nhau mà coi như cúng bái ngài. Mà ngài nghĩ trong bụng, người nói mình là người lưu lạc phương ngoài đến đây, không cha mẹ, không tài sản, bạn bè thân quyến, bây giờ tự nhiên chúng nó đè mà ra, nó quỳ nó lại, nó cơm dân nước rót kiểu này thì ngu gì mà mình từ chối. À, thế là ngài bèn mặc nhiên chấp nhận cái sự cúng bái của người ta trên cái hoang đảo đó, trên cái hoang đảo đó. Thì chúng ta trở lại chuyện xưa một tí thì ti, chuyện xưa tí thì ti có nghĩa là vào cái thời Phật Ca Diếp á, vào cái thời Phật Ca Diếp, vào thời Phật Ca Diếp đó thì coi như là lúc mà mạt pháp á, lúc mà mạt pháp đó thì có một cái nhóm bảy vị tỳ kheo, có nhóm bảy vị tỳ kheo thấy chạnh lòng trước cái sự mà gọi như là suy tàn của Phật pháp. Mới nói bây giờ cái người mà chân tu thực học không còn nữa, bây giờ toàn là thứ tào lao biết đâu, thôi anh em mình là đồng chí hướng lý tưởng, thôi mình lên núi lên rừng kiếm chỗ nào mình gọi là xả mạng ra mà tu trước khi mà Phật pháp mất hẳn ở đời nha. Cái bảy anh em mới dắt díu nhau lên núi, tới một cái vực thẳm, nó có một cái mỏm đá rất là treo leo. Thì mấy anh em mới bện dây kết làm cái thang á, để mà leo ra cái đó, và có lập thệ với nhau là mình ra đây mình xô bỏ cái thang đó, mình không cách nào mình trở lại được nữa, sống chết là trên cái mỏm đá đó thôi. Mình chỉ ra khỏi chỗ này khi nào mình đắc đạo, mình có thần thông, còn nếu không đắc gì hết thì anh em ôm nhau mà chết, chịu không? Thì bảy vị gọi là dốc lòng tu hành mà chịu đó, tu vậy đó chịu. Trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, còn nghe không? Rồi thì bảy vị nó mới là bắt bắt cái thang leo ra ngoài cái mỏm đá nó, xong là xô cái thang nó ra, rồi bảy anh em bắt đầu tu. Thì cái ngày đầu tiên á, là cái ông huynh trưởng của Đắc A La Hán có thần thông, mà mới bay đi khất thực, ông đem đồ ăn về, thì mấy vị kia từ chối, mấy vị kia nó không có được, đã thề rồi đắc rồi mới bắt đầu đi ăn, đi khất thực mới ra ra khỏi chỗ này. Chứ bây giờ tự nhiên mình hẹn cho ra đây, bây giờ sư huynh đi bác về, sư huynh nuôi mấy đệ, rồi mấy đệ bé mập béo phì ra đó, vậy là đâu có ghê nha. Mà mình phải đặt mình vô cái cửa tử mình tu nó mới rốt ráo được. Chứ bây giờ sư huynh đi bác, sư huynh nuôi tụi này như vậy, giờ tụi này đâu có phải đứng trong cửa tử đâu tu, phải đứng cửa tử tử đó, đứng ngay cái cửa tử tu nó mới tới. Thế là coi như là mấy vị từ chối không có ăn. Rồi đến cái ngày tiếp theo thì cái vị sư huynh thứ hai nó, ông đắc tu đủ, nó ông đắc a na hàm, ổng lại cũng có thần thông nữa, ổng mới bay đi, ổng đem về, ổng nói mấy sư đệ nhịn đói như vậy không có được, mới bị cái đất không, đã nó ra đây là quyết tử mà, quyết tử tu hành mà, bây giờ mà mấy huynh mà cứ đi bác cái kiểu này là chết rồi. Thế là mấy hai cái vị a la hán và cái vị a na hàm nó xét thấy mấy ông này là coi như là không có thể lay chuyển được cái đạo đạo tâm,
cho nên vị A La Hán nó từ giả mới bay đi đi chứ nào nó làm cái gì à, bay đi đi bác về không, không chịu ăn mà ở làm chi cho nó chặt cái mỏm đá chút xíu à. Vị A La Hán bay đi và dĩ nhiên là sống hết tuổi thọ rồi cũng tịch rồi, cái ông sư huynh mà ông Đắc A Na Hàm cũng có thần thông bay đi mất, trước khi đi cũng từ giả mấy em lại tinh tấn tu hành nha, anh đi à, anh đi trước à, rồi xong rồi ông cũng về, ông sống hết tuổi thọ rồi cũng bay, ông cũng sanh về cõi cõi ngũ tịnh cư. Còn lại năm vị này nó không có đắc gì hết trơn, mà coi như nắng gió mưa sương, mà đói đói không có ăn, mà khát không có uống, mà cộng với nắng gió mưa sương có mấy bữa là mấy cha chết sạch hết đó, mấy cha chết sạch hết. Như vậy thì bảy mà trừ hai còn năm, thì năm cái vị này sau khi chết rồi thì kẻ đi đây người đi kia, kẻ siêu người đọa, qua bao nhiêu kiếp sống luân hồi từ cái đời mà giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp mà đến cái đời Đức Thích Ca Mâu Ni, mà đã đời nó lâu kinh hoàng lắm, lâu lắm nha. Thì đến cái đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời thì năm cái vị tỷ kheo ấy đó, bây giờ thì mỗi người đó là sanh về một cái chỗ khác nhau nha, mỗi người sanh về một chỗ khác nhau, thì một trong năm vị đó chính là ngài Pariya Đạo Trừ Giác đó, cái vị mà chìm tàu nãy giờ tôi kể đó, để còn nhớ không? Các vị còn nhớ không? Alo. Mà tức là một trong năm vị mà còn sống, còn năm vị còn sót á, còn sót mà nó bây giờ có một vị là ông Bảy Giá này nè. Thì trong thời gian mà ông sống trên đảo mà nhờ vào cái sự cúng bái của người ta đó, hồi đầu thì do tai nạn thì ông chấp nhận. Nhưng mà từ từ ông thấy được quá, cái ông coi như ông quyết, ông cố ý luôn, cố ý sống lừa dối quần chúng nha. Trong Bali kêu là cứu hành á, rõ ràng đó, lúc đầu là tai nạn nhưng mà tới đây thì ông đã sống bằng cái cứu hành á, có nghĩa là lừa lừa dối ông sống lừa dối, sống lừa dối. Thì khi mà ông có cái lòng sống lừa dối như vậy thì các vị còn nhớ cái vị Phạm Thiên mà bạn cũ mà đã sanh về cõi ngũ tịnh cư hồi nãy mình kể đấy, ông sư huynh thứ hai đó, ông từ ở trên đó ông mới quan sát, ông nói ủa mấy 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 sư đệ của mình bây giờ đâu hết rồi ta, đấy cái sư đệ của mình đâu hết rồi, cái vị mà đắc a la hán là mình không có kể gì chi, tịch rồi như ngọn đèn tắt không có chuyện gì để nói hết á, nhưng mà bây giờ còn năm cái ông ấy lại giờ ở đâu, thử ngồi ông rà rà ông thấy trời đất ơi, bây giờ có một đại ca bây giờ lưu lạc quan đảo mà coi như sống lừa dối như thế này, mà ông này là đảo căn trùng trùng không thể nào để ông như vậy được, mà nhất là bây giờ đang thời Phật ra đời nữa, thời Phật ra đời mà ông này là từng có một cái vốn liếng tu hành phải nói là nghiêng trời, mà bây giờ nó là Phật ra đời mà ông lại sống cái kiểu vô tri như thế này thì tội nghiệp quá. Cái vị đó, vị Phạm Thiên nó mới xuất hiện hào quang chói lòa, thì ngài Bà Hay Giá ngài thấy cái ngài chắp tay liền, ngài hỏi Du là ai, thì ông kia nó tôi là bạn cũ của Du nè, sư huynh nè, sư huynh hồi xưa nè đó, bây giờ là thấy sư đệ bây giờ coi như là tệ quá mà đưa Phật ra đời à, mà bây giờ người như sư đệ đó là tuệ căn trùng trùng, trí tuệ ngất ngưỡng, mà bây giờ mà sống vậy là uổng quá, thôi sư đệ tìm Thế Tôn đi, tìm Phật đi nha. Thì ngài nghe như vậy thì ngài vượt một cái quãng đường mấy ngàn do tuần để mà đến để gặp Thế Tôn đấy, mà nhằm lúc Thế Tôn đang đi khất thực ở Savatthi đó, thì ngài mới nói bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn là nói cho con nghe một ít về cái đạo giải thoát, thì lúc đó Đức Phật ngài mới là từ chối. Đây ngài gặp Đức Phật đây. À, gặp Đức Phật á, thì ông mới từ chối à, ông thỉnh ngài, ông thỉnh ông xin ngài thuyết pháp cho ông nghe thì ngài từ chối, ông nói là DC tu ni phan đi bác ca va tham mằng DC tu xuất cơ tô tham mằng tí, xin Thế Tôn thuyết pháp cho con, xin thượng thể thuyết pháp cho con, già và tóc tây dần già chí, ông năn nỉ ba lần như vậy nha. Nhưng mà lúc đó Đức Phật xét thấy sao ta? Ét ta và ta bài giá sa nhà năng có rất bài càng cả thành tí nhật tòa. Ngài biết rằng cái huệ căn của ông này ngon lành đó, nhưng mà ngay cái lúc này nè thì nó chưa. Và để ông năn nỉ ba lần như vậy cho cái lòng ông nó lắng xuống, mà lúc đó cái tuệ căn ông nó chín mùi, cái vị thấy dễ sợ chưa? Cái duyên giác ngộ đó nó chỉ tích tắc trước đó, gọi là 5 giờ 58 phút nó không chịu đắc. Nó phải 5 giờ 59 phút nó mới chín mùi nha. Bởi bữa hôm tôi mới nói có ba cái lý do mà mình phải sống chánh niệm liên tục. Một là mình không biết mình chết lúc nào, hai là mình không biết mình có thể đắc đạo lúc nào, và ba là mình không biết là mình sẽ tạo cái nghiệp gì trong những cái phút giây sắp tới đây nha. Cho nên chỉ có sống chánh niệm là chắc ăn nhất nha. Ừ, là vậy đó. Khi mà ông năn nỉ ba lần mà ngài từ chối là vì ngài biết rằng chưa,
Tới lúc ngài ngài xét thấy rồi, tới rồi, tới rồi, cái kim gió đồng hồ nó nhích qua một cái là ngài biết tới rồi, thì ngài mới nói như thế này: thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi nếm đụng chỉ là ngửi nếm đụng, suy tư chỉ là suy tư. Ở đây không có ai thấy, không ai nghe, không ai ngửi, không ai nếm, không ai đụng nha. Chỉ có các pháp vận hành chứ không có ai trong đó, không có tôi, không có ta, không có nó, không có hắn, không có họ nha. Ngài nói xong rồi ngài bỏ đi, ngài đi ôm bát, ngài đi tiếp. Thì ông Bại Gia nhìn theo, chắp tay vái ngài một cái, chào ngài xong vào gốc cây, xếp bằng trong 3 second, 3 giây, đắc a la hán và luôn cả lục thông tuệ phân tích. Thì lúc đó ông trước khi mà ngài đi đó, thì ông có xin xuất gia, thì ngài nói Như Lai chỉ cho cái người có y bát xuất gia nó đi tìm đi nha. Thì khi mà ông đắc đạo xong, ông mới nói bây giờ mình phải đi tìm y bát. Thì lúc bây giờ đó mình phải trở lại một câu chuyện xưa, là trong đời xưa nhiều đời quá khứ, ngài Bái Giá này là cùng với 4 người bạn công tử rất là thân với nhau. Có nhà giàu nhân một cái buổi lễ hội mới thuê một cái cô ca kỹ đẹp lắm, giàu lắm, đi đi theo đám này để mà tổ chức cắm trại rồi đờn ca hát sướng ăn nhậu vui chơi trong cái dịp lễ hội đó mà. Nhưng mà cái cô này thì cổ khoái chân diện lắm, xài toàn là đồ hiệu không, vòng vàng châu ngọc đầy người. Thì mấy cậu công tử này hồi đầu là thuê người ta, thuê là trả tiền, nhưng mà tự nhiên thấy nó đồ quý nhiều quá, tự nhiên động lòng tham, cho nên mới hè nhau giết cổ chết. Thì trước khi cổ chết cổ hận quá mà cổ có một cái lời nguyền là nếu còn có tái sinh thì mấy du đi đâu thì tôi sẽ gọi là đuổi tận giết tuyệt ở đó nha, cho mới 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 thỏa cái hận này. Thế là từ đó coi như đó là nó có một cái mối oan kiêng theo đuổi đằng đẵng từ đời này sang kiếp khác. Thế mà mấy cái ông này ở đâu là cô này có tìm mọi cách cô giết. Bởi cho nên mình thấy kiểu như là nhà Tần Cối mà hại Nhạc Phi cái dạng đó, là mình chỉ nhìn một đời thì mình thấy nó ác thiệt, nhưng mà nếu mà truy ra quá khứ đó, thì Nhạc Phi cũng trời ơi đất hỡi sao đó mới bị Tần Cối hại mà cạn tàu ráo máng như vậy nha. Hoặc là hôm nay mình thấy có những bà mẹ chồng mà đối xử nàng dâu mà phải nói là cực kỳ khắc bạc và khốc liệt nghiệt ngã. Mình thấy cái bà mẹ chồng nó bảo phải nói là đúng là vôi giày ngựa xé cho xấu ăn mới vừa tội, nhưng mà thật ra mình không có ngờ, mình đâu có ngờ ngày xưa đó là coi như là cái bà mẹ chồng này với nàng dâu này ngày xưa cũng có một cái tiền oan túc trái gì kinh dị lắm 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 đây. Cho nên bây giờ vừa gặp mặt nhau là nó đã không ưa nhau, nó ghét nhau nha. Có nhiều người ngộ lắm, mình mới thì gặp mặt người ta chưa có chọc mình, nên là mình cái mặt là mình nó thấy không ưa, mình nghe cái giọng nói là mình đã thấy không khoái rồi nha. Rồi ngược lại cũng có những người mà họ chưa có gì hết mà mới gặp mặt là mình đã thấy kết rồi nha, mình đã chịu rồi nha. Cái đó là cũng là cái tiền duyên của đời xưa kiếp cũ đấy. Thì bây giờ cái cô kỹ nữ đó, trời rồi coi cô cứ đi truy đuổi mấy cái năm cái ông này mà để mà đuổi tận giết tuyệt để mà trả cái mối hận xưa đó. Thì đến cái kiếp này nè, thì coi như cổ đến đời Đức Phật mình ra đời thì cổ lần lượt cổ mâu đó cho bằng được 5 người, 5 cái người đã hại cổ để cổ giết cho bằng được mà. Thì cái cuộc đời của mấy vị đó mình sẽ học tiếp nối sau đây, còn bây giờ thì chưa. Thì cái vị này nên là đắc đạo xong mà tính lên đường đi tìm y bác để mà được thọ giới. Lẽ ra với cái phước của vị này, với cái quay lực của Đức Phật, thì một cái bộ y với cái bình bát không nghe lý gì đâu. Dân Việt Nam mình trong rum này cũng đủ rồi, đủ cúng cái nghề bình bát cái lấy rồi, nhưng mà do cái tiền nghiệp Đức Phật biết cứu không được. Vị này mới vừa rờ cái gốc cây ra đi, tính đi đi tìm, đi lượm vải vụn rồi về cắt nhuộm may rồi mặc này nó, ai ngờ nó mới vừa ra thì cái con dạ, cái cô kỹ nữ ngày xưa bây giờ cổ sanh là một con dạ xoa, cổ mới nhập vào, nó nhập chẳng phải nhập mà cổ dùng thần thông cổ khiến cho một cái con bò nó hút vị này lật ngang chết tại chỗ, và coi như vị này nhập diệt luôn. Thì Đức Phật đi khất thực xong về ngang cái nói cùng với chư tăng đó, thì ngài mới nói chư tăng là hãy đem cái xác này, xác của Bái Giá đem về hỏa táng, rồi dựng một cái lấy đất làm cái tháp cho Phật tử lễ bái công đức vô lượng. Thì chư tăng làm theo thì làm, nhưng mà ngạc nhiên lắm, bây giờ thấy ông này ổng
ông này ông đâu có y áo gì đâu, ông quấn bằng cái vải mà quấn bằng cái miếng vỏ cây thôi mà sao mà Đức Phật ngài có vẻ là trân trọng như vậy. Thì Chư Tăng mới hỏi vì sao mà Thế Tôn lại đối với vị này có cái vẻ mà trân trọng như vậy đó. Thì Đức Phật thì dạy rằng là vị này đã là vị A-la-hán à, tuy hình thức như vậy nên đã là vị A-la-hán, mà vị này là một bậc đại hiền trí, trí tuệ hơn người. Và về sau trong một cái dịp đặc biệt, trong cái dịp đặc biệt trước mặt hội chúng, Đức Phật này xác nhận rằng trong đệ tử Như Lai cái vị mà có cái khả năng mà đắc chứng nhanh nhất à, khả năng mà đắc chứng nhanh nhất thì không có ai mà bằng được Pariya. Bởi vì chúng ta biết rằng đó là trong kinh đó, Đức Phật ghi rằng đó là chúng sanh đến với đạo gồm có bao nhiêu người ta, có bốn hạng. Hạng thứ nhất gọi là Úc Kha Tí Tây Nhu, nghe một câu đã đắc đắc đạo. Cái hạng thứ hai là Quy Pa Chí Tây Nhu, có nghĩa là nghe có nghĩa là phải được nghe một cái pháp thoại, một cái pháp thoại đầy đủ mới đắc. Cái hạng thứ ba là Nay Vô, có nghĩa là phải được hướng dẫn từng bước hành trì mới đắc. Đó, rồi cái hạng thứ tư là hạng Pá Đá Paramo. Pá Đá là từ chương, Pá Đá Paramo có nghĩa là tối đa chỉ đến cái mức gọi là từ chương một sách. Đó, nhớ nha, bốn hạng. Cái hạng thứ nhất gọi là Úc Khá Tí Tành Nhu, tức là nghe một câu đã đắc. Cái hạng thứ hai là Quý Bách Chí Tành Nhu, là phải nghe một cái pháp thoại đầy đủ, thí dụ như kinh Sa Môn Quả. À, ví dụ như là người nói rằng là trong cuộc đời sanh tử này có một con người biết buông hết mọi thứ mà đi trở thành một vị chánh đẳng giác, rồi những ai mà muốn tu hành đắc đạo mà không thể tự mình giác ngộ thì phải nương vào cái lời dạy của chư Phật để mà hành trì từng bước, giới làm sao, định làm sao, tuệ làm sao. Ngài nói có thủ có dĩ có đầu có đuôi như vậy đó, rồi nghe xong rồi đó. Cái hạng này hạng thứ hai. Còn cái hạng thứ nhất là như ngày ngày Pa-hi-ya này, hoặc là như ngày Xá Lợi Phất, ngày Bồ Kiền Liên, là có một câu một rồi nha, có một câu một là người ngoài nghe coi như đơn nhưng mà mấy vị này nghe hiểu đó. Còn hạng thứ hai là phải nghe một cái pháp thoại có đầu có đuôi dài thòn, nghĩa là đắc. Còn hạng thứ ba là kém nhất, có nghĩa là phải được hướng dẫn hành trì từng bước. Thí dụ như là nếu là cư sĩ đó thì phải 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm hướng dẫn thọ bát quan trai này, hành thiền này nọ, bố thí trì giới niệm Phật. Rồi còn nếu mà xuất gia là phải được hướng dẫn mặc y đắp y mang bát, rồi dạy vô rừng sống trong rừng, rồi hành đầu đà, rồi quán niệm tử thi, niệm bất tịnh, rồi ăn uống sinh hoạt với chư tăng phải làm sao làm sao làm sao, đi từng bước cuối cùng mới chịu đắc. Thì cái hạng thứ ba nó gọi là Nay Vô, là phải, cái thêm chữ phải nữa, phải được hướng dẫn từng bước hành trì. Còn cái hạng cuối cùng mới là chúng ta, có nghĩa là Pada Paramo, có nghĩa là tối đa là chỉ dừng lại ở cái mức gọi là từ chương thôi, có nghĩa là nghe để mà nghe kiếp khác đắc nha. À, thì cái đó tùy tùy vào cái ba la mật dày mỏng của mỗi người, tùy vào cái nguyện xưa nha. Và có một câu mà tôi nói hoài đó là chiều hôm qua đó không xong thì sáng nay xong sớm, có nghĩa là sao, có nghĩa là mình đã dốc sức tận tuyệt kỳ cùng, mình đã tu xối chán mòn gối rồi, mình không đắc khí mốc gì hết, rồi bây giờ khi mà có cái duyên nó làm cái rẹt lẹ người ta. Còn kiểu tu xìu xìu ảnh ảnh thì tới hồi mà đắc nó cũng lờ là tờ mờ nha. Là tờ mờ. Còn mấy vị này là đã dốc sức nãy các vị nghe rồi, bảy anh em mà dám là liều mạng mà dắt nhau lên trên cái mỏm đá xô cây thang mà tu cái kiểu đó,
cái lòng tu của mấy vị này là phải là khiến trời long đất lở đó, chứ đâu phải tầm thường nha. Đời nay có ai dám như vậy hay không? Chúng tôi chỉ biết có một chuyện là ngày Pháp Minh á, là trước 75, nghe kể là trước 75 đó, là ngày hành thiền đó. Ngày xưa ngày bị bệnh lao rồi, ngày tưởng là chắc chết rồi, sống không nổi, ngày bỏ hết, ngày đi tu tu để mà cầu chết, tu để mà chờ chết, mà cuối cùng không chịu chết. Và từ đó ngài trở nên là tinh tấn bất thoái. Ngài lên Thích Ca Phật Đài có mấy cái hồ sen mà bằng bê tông đó, bên dưới là đá lởm chởm vậy đó, mà coi như là ngài sợ buồn ngủ đó, cho nên ngài cứ lè lại chỗ mấy cái bờ hồ mà nó cũng 2 mét 2,5 mét, ngài ngồi keo leo vậy đó, đăng ghi để cho đừng có buồn ngủ. Sau này có dịp trở ra Thích Ca Phật Đài nghe kể chuyện mà xúc động ghê nha. Tức là dĩ nhiên tôi không khích lệ trong râm mà tự đưa mình vào cái hoàn cảnh mà nghiệt ngã để tu hành, nhưng mà dù gì cuộc đời về những cái bậc mà chân tăng chân tu kiểu này cũng là một bài học để chúng ta suy suy niệm nha. Có nghĩa là tu mà phải đặt mình vào cái tình thế như vậy thì mình nó mới ghi tinh tấn, giống như Hàn Tín ngày xưa mà lúc mà bị mà đối phương mà truy đến đường cùng đó, trước mặt là giặc mà sau lưng là bờ sông lớn, thì ổng mới đang chạy tới đó, ổng dừng lại, ổng nói với ba quân tướng sĩ: chúng ta đã đến đường cùng rồi, qua sông thì không kịp, mà nước chảy xiết như thế này là chết là cái chắc, mà quay trở lại đánh thì mình là đám tàn quân đánh lại ai. Thôi thì bây giờ chúng ta mở đường, tìm đường sống bằng cái ngã chết. Ổng mới bắt đầu, ổng bây giờ là không đánh là mình sẽ chết. Nhờ vậy, nhờ cái trận đó mà coi như ổng thắng. Có nghĩa là mọi người đánh, một người đánh bằng 8 người bình thường, bây giờ đánh bằng cái kiểu mà đánh cầu chết, mà tức là 10 phần là chết hết 9 rồi. Mà trên đời là sợ nhất là kẻ anh hùng, thứ hai là kẻ cố cùng liều thân, cái kẻ mà nó vô đường cùng chuột chạy cùng sào rồi đó, là nó hết đường nó quay lại nó phập. Nên nhớ cẩn thận như vậy nha. Con mèo mà nó bị chó rượt đến cái đường cùng á, thì lúc mà nó trụ vô một cái góc nào đó mà nó giơ hai cái móng vuốt ra lên, nên là lúc đó con chó cũng phải ngại 3 phần chứ không phải không nha. Mình tu hành cũng vậy, tức là mình đẩy mình vô cái thế kẹt. Thí dụ như là trong mấy 4 cái đề mục mà hộ anh nó có đề mục gì? Đề mục niệm chết. Tức là khi hành giả mà thường xuyên quán niệm rằng trên đời cái gì cũng bất trắc, cái gì cũng khó lường, riêng cái chết là điều chắc chắn. Khi mà hành giả liên tục một quán niệm như vậy thì coi như hành giả đã tự đặt mình vào cái thế kẹt rồi. Mà đã là cái thế kẹt đó thì mình tu ghê lắm, bởi vì mình là tu gì, là tử sĩ rồi, xích nữa là thành tử sĩ rồi, tu trong cái tâm trạng của cái người mà tử tù á, thì tu nó mới dữ dội nha. Thì vị này cũng vậy, vị này đã kiếp xưa đã từng có một cái chiều dày, có một cái quá khứ mà tu tập phải nó là cực kỳ đáng nể, cho nên hôm nay chỉ nghe một câu nói của Phật thôi, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi nếm đụng chỉ là ngửi nếm đụng, suy tư chỉ là suy tư, ở đây chỉ có 6 căn 6 cảnh, chứ ở đây không có ai thấy nghe nhìn ngửi nếm đụng hết. Thì vị này vào gốc cây là cứ thế mà làm tới thôi. Đấy, ngồi xuống thì biết là chỉ có cái tư thế ngồi chứ không ai ngồi, tiếng la rụng thì chỉ biết rằng có cái nghe và có cái đối tượng để nghe thì không có ai nghe, chỉ vậy thôi. Vị nó đắc là hạn nha. Đó, thì cho nên cái vị này đó được xem là cái khả năng mà đắc nhanh nhất ở trong cái hàng đệ tử của Thế Tôn. Đó, ngay cả ngài Xá Lợi Phất mà cũng cũng phải chậm hơn 3 phần. Ngài Xá Lợi Phất là mới vừa nghe ngài A Sa Chí thuyết một câu: vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, Thế Tôn đạo sư của tôi đã từng dạy như vậy. Ngài dạy cho thấy duyên sanh là gì, duyên diệt là gì, thì ngài nghe sẽ là. Nhưng mà đắc mắt tắt tu đồ quần sao đang phải mất thêm 2 tuần nữa mới đắc la hán nha. Trong khi ngày 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 Pa Hy Giá không có biết đạo đức gì hết, chỉ có nghe một câu một thôi, đây chỉ có 6 căn 6 trần, không có ai hết, chỉ vậy thôi mà đắc nha. Bây giờ mình học tiếp theo một cái câu chuyện nữa, đó là chuyện ngày Cú Mà Rakaspa. Đã, bữa hôm đó hôm qua tôi có kể cho bà con nghe rồi, nay kể lại nữa. Rồi, học về cuộc đời của ngài thì có cái chuyện để mà bàn nữa. Ở trong đây nó nói là Cú Mà Rakaspa là thuyết giảng vi diệu. Đó, nó kẹt cái vô cái bản tiếng Việt thì đấy là thuyết giảng vi diệu là sao trời đấy. Cho nên ở đây đó là mình phải 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 bàn lại cái chữ dịch này nha.
Bây giờ mình học về cuộc đời của vị này. Đấy. Các vị trong râm còn nhớ là ông Đề Bà Đạt Đa sau khi ông Đề Bà Đạt Đa sau khi mà ông đề nghị Đức Phật năm điều mà Đức Phật từ chối, còn nhớ gì nữa không ta? Alo, đó là tỷ kheo suốt đời không ở trong mái che mà chỉ sống ngoài rừng cây hang động nha, bụi cỏ đống rơm trời trống, chứ không có sống trong nhà có mái che. Đức Phật nói tùy duyên, Như Lai không bắt buộc. Ông nói tỷ kheo suốt đời là không được ăn thịt cá mà chỉ ăn chay. Đức Phật nói tùy duyên, Như Lai không bắt buộc. Đại khái như vậy. Tại rồi tỷ kheo suốt đời là phải mặc y vải dơ lụm đang về giặt nhuộm cắt ma, chứ không có được nhận của thí chủ. Đức Phật thì nói là tùy duyên. Ông xin ngài tất cả năm điều và ngài cứ tùy duyên thôi. Ông mới mượn cái cớ đó, ông mượn cái cớ là Đức Phật không có cái giáo pháp rốt ráo bằng ổng. Đấy, cho nên ông nói ai mà muốn tu mà rốt ráo đó, kiểu mà thâm nhã vô thượng sư đó thì theo ta, còn ai tu cái kiểu mà tà tà đó thì cứ theo ngài, theo Thế Tôn. Đã không? Thế là coi như là ổng có một cái hội chúng riêng. Và dĩ nhiên là ổng bên cạnh cái hội chúng tăng, ổng có cái hội chúng ni nữa. Cũng có cái hội chúng ni, tức là cũng có mấy cái bà ni thì ba chớp ba nhán vô thì thấy ổng cũng bề thế hoành tráng, cho nên cũng đi theo làm đệ tử. Thì trong số đệ tử ni của ổng á, đó, trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, trong rừng có nghe kịp không? Rồi là trong đám đệ tử của tỳ khưu ni của ổng có một cái bà, nó là bà trẻ măng ngà. Mới lấy chồng có được mấy bữa thì bà tự nhiên bà đi nghe pháp và khoái quá thì bà mới phát đại bồ đề tâm, bà đi xuất gia. Mà trong cái đêm cuối cùng mà trước khi mà quyết định là xa chồng để đi tu đó, thì hai vợ chồng có gần nhau một chút một đêm cuối. Mà bà cứ tưởng cái đó là kiểu mà gió đưa bụi chuối sau hè đó, dẫn chơi chút xíu ai về có con. Thì bà đi xuất gia được đâu có 9 tháng sau thì cái bụng bà nó to ra. Thì mấy vị tỳ kheo ni mà coi như là tu chung với bà mới đi vô mép cái sư mép với ông Đề Bà Đạt Đa. Nói trời đất ơi, thôi mình chết rồi sư phụ ơi, bây giờ mình cái hội chúng mình tu hành quá trời quá đất, bây giờ tự nhiên lầu ra cái bà bầu này mà chết tụi con, là coi như là mình chắc cũng biết lấy cái thúng mà mình che mặt. Thì mình đặt ra nói đuổi cái thứ này là dởm, đuổi. Trong đây kêu là Asamani. Asamani có nghĩa là không phải là sa môn nữa, bởi vì bà này nữ mà Samana là sa môn, mà Asamani là không phải nữ sa môn, nghĩa là bà này không có còn là tỳ kheo ni nữa. Đuổi thì bà đau quá đi, bà đâu có, từ ngày bà tu bà ngon lành quá mà đâu có, không cho bà giải thích gì hết, đuổi bà đi. Thì bà mới về, khi mà có người mách bà đi đến gặp Đức Phật thì Đức Phật ngày biết hết, ngày nó bây giờ cứ gặp sư gặp gặp, gặp Upali là đệ nhất thì lực Upali sẽ giải quyết cho. Ngày Upali ngày mới gặp bà Quý Sà Kha, ngày nó bây giờ cái chuyện nữ như thế này nó cũng bất tiện cho ta, thôi bây giờ nàng giúp giùm đi. Thì bà Quý Sà Kha bà mới mời cái vị tỳ khưu ni này bà nói chuyện riêng nữ với nữ, bà hỏi gì chứ đi tu bao lâu. À thì bà nghe cái ngày giờ là bà biết, bà nói rồi biết ai rồi, biết ai là thủ phạm rồi. Thì bà mới trình lên cho ngài Upali, ngài Upali mới trình lên Đức Phật với một lời giải thích cực kỳ hợp lý và thuyết phục. Có nghĩa là trong cái đêm cuối trước khi đi tu là bà có này nọ, nhưng mà trong thời gian có tu bà ok, bây giờ đây chỉ là cái vấn đề gọi là trùng hợp thôi. Thế là cái chuyện này nó cũng ầm ĩ một thời, đến tai vua thì vua nghe như vậy đó, vua nói đâu có được, một vị khưu ni đúng là trong sạch nhưng mà trong cái ni viện mà đâu có nuôi trẻ con được. Vua mới sinh đứa bé về vua nuôi và vua đặt tên là Kaspa. Khi đứa bé đã 7 tuổi đó thì vua thấy, tại vì vua là đệ tử Phật, vua cứ đi chùa vua dắt theo và Phật vào hoàng cung, đứa bé thích lắm. Thì bữa đó vua thấy đứa bé mến Phật, đứa vua hỏi có muốn đi xuất gia với ngài không, thì đứa bé nói muốn, thế là vua cho đi tu. Ngài cũng tên là Kaspa. Bữa nay mình sẽ học về các vị, nhiều vị lắm, nhiều vị tên là Kaspa lắm. Mà trước mắt là mình thấy có 5 Kaspa rồi đó, 5 Kaspa nổi tiếng đó, còn những Kaspa vô danh là tới 1,5 tỷ là đông lắm. Thì cứ Đức Phật thương, Đức Phật có cái lòng đại bi, ngài thấy một vị sư trẻ Sa Di nhỏ mà không cha không mẹ không anh em
mà chiều đói hoặc là sáng nhiều khi đi bát bữa bữa có bữa không vậy đó ngày thương. Cho nên có nhiều khi có cái gì vậy đó ngài nói với ngài Anan nên cho Caspa đi, thì ngài Anan hỏi Bạch Thế Tôn Caspa nào, tới năm Caspa lần, thì Đức Phật nói Kumara Caspa, Caspa nhỏ nhỏ, Caspa baby á. Thì khi mà Đức Phật ngài nói Kumara Caspa thì cái câu trả lời đó đã trở thành ra là cái tên gọi, trở thành cái ngoại hiệu của vị này đó. Cho nên từ đó về sau cái vị thì Caspa mà đệ nhất đầu đà được gọi là Maha Caspa, còn cái vị này được gọi là Kumara Caspa, còn ba vị kia là Gaya Caspa, Sisa Caspa và Uru Vela Caspa. Lát nữa mình sẽ nói sao nha, bây giờ mình học về vị này. Thì vị này đó coi như là xuất gia hồi nhỏ rồi học đạo rồi cuối cùng thì cũng cũng đắc quả. Nhưng mà đắc quả bằng cách nào? Cái này mới đặc biệt, là bởi vì cái vị này á, là một trong bảy cái vị tỳ kheo mà năm sữa năm kiếp xưa mà bắt cái thang mà leo ra ngoài cái tảng đá. Cái vị còn nhớ không, còn nhớ không ta, còn nhớ cái chuyện này anh mới kể không? Tức là trong năm vị đó, một vị Đắc La Hán, một vị Đắc A Na Hàm thì thôi hai cái vị rồi, còn năm vị sau là còn phàm đó, thì một vị là Bahi Giá nãy bị bò hút đúng không? Rồi rồi bây giờ cái vị Cú Ma Caspa này cũng là nằm ở trong cái nhóm đó, đó cũng nằm trong cái nhóm đó. Cho nên vị này cứ tu từ hồi 7 tuổi mà tu cà trầy và đến năm 20 tuổi mà cũng chưa đắc gì trơn á. Thì cái vị Phạm Thiên mà bạn cũ hồi xưa đó, bạn Phạm Thiên mấy ông mà ông cứ ăn ông đi kiếm bạn đó, ông cứ rà rà ông coi mấy ông bạn mình giờ ở đâu. Ông nói, à này 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 cái ông Cú Ma Đá Caspa này này cũng là nằm trong cái nhóm bạn của mình đây, bây giờ ông nội thì chưa có tới đâu, chưa có gì hết, bây giờ mình hỗ trợ ông. Cho nên vị này mới bèn gọi là hiện xuống nha, hiện xuống rồi mới đưa ra một loạt cái câu hỏi mà rất là kỳ, đưa ra một cái bài kệ mà kỳ cục lắm, bài kệ nó kỳ cục lắm, bài kệ nghe rất là kỳ cục. Thì các vị vào ở trong Trung Bộ Kinh bài 23 nha, Trung Bộ bài 23 Kinh Gò Mối đó nhớ nha, cảm thấy không, Kinh Gò Mối đó. Gò Mối tiếng Pali gọi là Wamika, Wamika là Gò Mối nha. Thì các Phạm Thiên nữa mới hiện xuống, ông mới đọc cho vị này nghe một cái câu kệ nghe rất là kỳ kỳ lắm. Một cái bài mà rồi ông mới, vị này mới hỏi ý nghĩa là sao, ông nói đi hỏi Thế Tôn đi, hỏi Thế Tôn rồi Thế Tôn trả lời. Thì vị này mới là thí dụ như trong đó đây đây tôi vừa nói mà tôi vừa 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 mở ra đây nè, cái vị Phạm Thiên đó đó. Trong vị Phạm Thiên đó mới hiện xuống mới nói thế này: tỳ kheo Gò Mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Rồi một bà la môn nói như sau: này kẻ trí hãy cầm gươm và đào lên nè, rồi sẽ thấy ở dưới có một, đào lên ở dưới thấy có một then cửa. Rồi vị đó mới kêu đào lên nữa thì sẽ thấy nó có một con nhái, lấy thanh gươm nó đào tiếp thì thấy một con đường hai ngã. Rồi đào xuống thì thấy một cái đồ lọc 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 nước. Rồi đào xuống nữa thì thấy một con rùa. Rồi đào xuống thấy một con dao phai. Rồi đào xuống thấy một miếng thịt. Rồi đào xuống thấy một con rắn hổ. Rồi và hãy đừng đụng tới con rắn, hãy quỳ đảnh lễ con rắn đó. Các vị nghe kỳ không? Tôi đọc cái câu kinh mà tôi nghe tôi muốn điên luôn. Thì ông mới hỏi, ông mới nói vị ông Phạm Thiên nó nói với ngài, nó nói là không hiểu đi đến hỏi Phật đi đó. Thì khi ông đến ông hỏi Đức Phật á, thì Đức Phật mới là giải thích. Ngài giải thích cho nghe cái Gò Mối đó là cái gì đó, cái Gò Mối đó là cái gì, cái Gò Mối nó đồng nghĩa với cái tấm thân bốn đại này. Rồi vân vân và vân vân, tôi mệt quá rồi nha, nó tự bị đọc đi nha. Đại khái thì nguyên cái bài kinh đó đó, nguyên cái bài kinh Gò Mối số 23 trong Trung Bộ Kinh nha. Thì vị này khi mà hỏi Đức Phật xong như vậy đó, thì Đức Phật ngài mới giải thích cho vị này nghe, và vị này cứ theo đó mà tu tập. Theo đó mà tu tập đó thì vị này coi như là đắc quả. Đắc quả A-la-hán. Bây giờ mình trở lại cái biệt hạnh của vị này, tiếng Bali kêu là Chích Tát.
Cáp Thi Cát. Ồ, chích tác Cáp Thi Cát có nghĩa là người nói chuyện hay là thuyết pháp, nói chuyện hay là thuyết pháp. Hay là thuyết pháp nhé, mà có hình ảnh minh họa đó, nhớ nha, có hình ảnh minh họa. Hình ảnh minh họa. Cái chữ chích tá này nó có nhiều nghĩa lắm. Chích tá này đó là tâm, mà cũng có nghĩa là bức tranh, mà cũng có nghĩa là cái hình vẽ, hoặc cũng có nghĩa là hình vẽ minh họa. Cái chữ chích tá đó ở đây nó có nghĩa là minh họa, có nghĩa là người có khả năng thuyết pháp bằng cái hình ảnh minh họa đó. Đó, nhớ nha. Chứ còn mà gì đâu mà thuyết pháp vi diệu là bà nội tôi cũng không hiểu nữa nha, nhưng mà này tao chú giải giải thích chích tá nó nhiều nghĩa. Chích tá mà nó lạ chỗ là sẵn là cho biết luôn, trong tiếng Ý đó, chích tá nó có nghĩa là thành phố, nó giống như city vậy đó, nhớ nha, city. Trong tiếng Ý đó, trong tiếng Ý sẵn nên biết luôn, trong cái tiếng Ý. Sao tự nhiên cái chữ nó to đùng như trời. Rồi, chích tá là thành phố trong tiếng Ý đó, sẵn mình biết thêm chữ chữ bên kia đó là chích ta. Rồi, mà trong tiếng Ta Ly cái chích tá nó nhiều nghĩa, là cái tâm cũng là chích tá, mà bức tranh hay là hình ảnh minh họa cũng là chích tá, nhớ nha, nhớ cái này nha. Rồi, như vậy thì vị này là sau khi mà được ông Phạm Thiên bạn cũ xuống đưa ra một cái đề pháp mang cái ý nghĩa đánh đố, nhớ nha, đánh đố, rồi mới đem cái bài đánh đố đó đến hỏi Đức Phật và được Đức Phật giải thích. Từ khi mà đắc đạo từ cái loạt hình ảnh này nè, vị đó bèn có một cái huệ căn rất là độc đáo, đó có nghĩa là vô địch về cái chuyện thuyết pháp bằng hình ảnh minh họa. Các vị có thể xem trong cái kinh Ba Gia Xí nha, kinh Ba Gia Xí trong trong trường bộ thì mới thấy. Kinh kinh Tệ Túc, kinh Tệ Túc nhớ nha, quên cha nó mấy cái đó là số mấy này, này, kinh Tệ Túc. Kinh Tệ Túc ai tìm được, nó có 34 bài thôi nha. Thì cái kinh Tệ Túc đó, kinh Tệ Túc đó mình có đọc của nó mình mới thấy là ngày 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 xuất sắc, tức là một cái vấn đề, những vấn đề như luân hồi sanh tử gì đó là ngày tìm đủ. Kinh 20 cũng 23 nữa, cũng kinh số 23 lạ lùng như vậy. Cũng kinh 23 nữa nha, hay thiệt. Tức là trung bộ là kinh 23 mà qua bên trường bộ cũng kinh 23, nhớ nha, nhớ cái này phải đọc cái này cho bằng được nha. Thì nghe là vô địch về cái chuyện là thuyết pháp bằng hình ảnh minh họa. Rồi đó là coi như là ngày Đức Thế Tôn còn thành đạo là ngày 35 tuổi, Thế Tôn 35 tuổi, mà Thế Tôn thành đạo một thời gian á, thì ngài mới chào đời, bởi vì Thế Tôn thành đạo xong rồi mới xảy ra chuyện mẹ của ngài Ba Gia, mẹ của ngài Kaspa này nè, đi tu rồi mới có mang mới sanh ra ngài, cho nên đó là khi Thế Tôn 80 tuổi thì ngài còn trẻ không tưởng tượng được. Và cái kinh Tuệ Túc này nó là được giảng trong lúc Thế Tôn đã không còn nữa nha, nhớ nha, đã không còn nữa, lúc đó Đức Phật Niết Bàn rồi. Nhớ cái này. Thì như vậy điều đó cho thấy rằng nó là không phải đợi đến cái bài kinh này thiên hạ mới thấy được cái khả năng trác việt độc đáo của ngài, mà thực ra là từ bao nhiêu năm, từ lúc còn trẻ còn bé cho đến khi mà Thế Tôn viên tịch thì ngài Kassapa này đó là coi như chuyên gia thuyết giảng bằng hình ảnh minh họa, có nghĩa là cái chuyện đó nó mù mờ, nó mơ hồ, nó tối nghĩa, nó khó hiểu cỡ nào mà gặp ngài này, ngài cái lay quay ngài tìm cho cái hình ảnh. Mà đây là cũng là một trong những cái hạnh mà tôi mê chết bỏ đó, cái hạnh là cái hạnh tôi mê này nha. Nhớ nha, hạnh này hạnh đặc biệt nha, cái hạnh này giúp người ta nhiều lắm, giúp người ta nhiều lắm. Thì như vậy thì ngày này này, cái ngày này này là coi như cũng là một cái vị đại đại thánh tăng mà có cái biệt hạnh đặc biệt. Có cái biệt hạnh đặc biệt.
À, thì là sau khi mà ngài đắc đạo rồi thì trong một cái dịp đặc biệt ở Kỳ Viên trước mặt đại chúng đông đảo, Thế Tôn đã chính thức tuyên dương ngài là vị đệ nhất trong cái khả năng thuyết pháp bằng cái hình ảnh minh họa đó. Mỗi vị chánh đẳng giác chỉ có một đệ tử như thế này mà thôi. Đây, bây giờ tiếp theo là mình học về cuộc đời của ngài Maha Kotita. Bên Hán Tạng gọi là câu câu Hy La, nhớ nha, câu Hy La. Vị này nó gọi là Patisamvida Patta Năng. Thì bây giờ bà con làm ơn nha, vào xem thêm. Ở đây sẵn tôi nói luôn, tại sao mà cái duyên nào mà mình phải có cái lớp kinh tạng này? Tại sao? Là bởi vì để mặc tình cho bà con mà đọc kinh tạng thì tôi e rằng nó là trong là 100 bà con tôi tìm không ra 10 người mà chịu khó đọc kinh tạng. Mà đọc không có giải thích thì chỉ có chết thôi, quý vị biết không? Và cái thứ ba nữa là mình cùng nhau có mặt trong cái room thế này thì tôi gần như tôi làm cái chuyện đọc sách giùm bà con, chứ còn mà để tự bà con bươi móc đó là tới Tết cũng chưa có nữa nha. Cho nên là ở đây đấy, bà con vào xem thêm ở trong cái bộ gọi là Vô Ngại Giải Đạo, mà nó ác cái chỗ đó là tiếng gì thì tùy người, không rồi tiếng bằng tiếng gì á, thì tùy người, thì trong đó có giải thích tiếng gì thì tùy người. Tiếng Anh, tiếng Pali, tiếng Việt. Tiếng Việt có ông Nguyễn Ngân Ngân mà cái ông này ông dịch tôi nói nhìn tê tái quá. Mình không phải chê nhưng mà phải nhìn nhận là ông nấu khó ăn thì mình phải nhăn mặt, chứ còn mà phải nói là nó ớn quá ớn đi nha. Thì cái bị vào trong thanh tịnh trong Google đó, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì ra Google, thì đó là kiều đó, câu kiều đó. Thì mình vô đó mình có đánh cái chữ Vô Ngại Giải Đạo Nguyễn Văn Ngân nha. Nguyễn Văn Ngân thì trong đó có giải thích thế này: La Hán và Thánh Hữu Học đều có thể đắc bốn cái trí vô ngại như nhau. Bà học giải thích bốn cái trí vô ngại rồi, đã giải thích rồi nha, đã giải thích rồi. Đó là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại và ứng khẩu vô ngại nha. Thì đây là bốn cái khả năng mà không phải thánh nhân nào cũng có, vì trong tiểu bộ kinh có dạy rõ cái này. Có nhiều vị thánh đắc đạo xong rồi có thể giải thích hướng dẫn cho người khác được đắc giống như mình. Mà dầu cho người ta không có đắc như mình, nhưng ít ra người ta cũng hiểu được cái mình đã đắc là cái gì. Riêng về một số vị thánh khác không có khả năng này, các vị đó giống như người câm. Một số vị thánh giống như mà người câm mà nằm mơ vậy đó. Không thể kể lại giấc mơ của mình cho người khác nghe. Các vị nghe kịp không? Đó, ác vậy đó. Là có nhiều vị á thì có thể kể, có nhiều vị thì không. Có thể là đắc là bỏ bụng tự biết, là tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta, chứ không có thể nào mà xì ra biết được hết đó. Cho nên bốn cái khả năng này đó là chỉ có ở một số vị kiếp trước, trong cái kiểu, đây là cái kiểu tu Ba La Mật á, mà có quan tâm đến cái chuyện mà này nè, cái chuyện mà thành tựu bốn cái này đó, thì mình sau này mình đắc A La Hán hoặc là đắc hữu học á, mình mới có thêm bốn cái này. Còn ngày xưa mình không có trau dồi, mình chỉ một lòng cầu giải thoát thôi, thì có thể là mình sẽ không có bốn khả năng này. Đây, tại sao tôi muốn nói về cuộc đời ngài Maha Kotita mà tôi lại quẹo qua bên đây là sao? Là bởi vị này được xem là đệ nhất về bốn cái trí vô ngại. Mà các vị trong room mà nghe cái này, các vị sẽ thấy lạ là tại sao những cái bậc mà đại tinh văn, mà đại trí đại tuệ thì tới 1 tỷ, mà tại sao như ngày mà Xá Lợi Phất, là như ngày Mục Kiền Liên, như ngày Ca Diếp, như ngày Ca Chiên Viên,
vị nào cũng có cái tuệ phân tích bốn trí vô ngại, mà tại sao cái vị này được xem là đệ nhất là sao? Làm sao? Là bởi vì bữa hả mình học rồi, chết rồi. Các vị còn nghe không? Hình như chúng tôi đang bị hack nha. Cho nên nó là một lúc nào đó mà nó không còn nghe được nữa thì các vị kiên nhẫn chờ một chút nha. Một lát tôi báo trước, vì nó báo là chúng tôi đang bị hack. Thì một lát nữa mà nếu quý vị không nghe thì các vị chịu khó chờ tôi restart lại nha, restart lại. Rồi đó là tới đâu quên rồi. À đúng rồi. À, là cái vị thánh mà đắc tuệ không thích thì nhiều, mà tại sao có vị này đệ nhất là sao? Bữa hôm mình nhớ rồi, được xem là đệ nhất có bốn cái điều kiện, các vị nhớ không? Một là áp thấp bập tí, có nghĩa là duyên, duyên cớ, cụ thể ai cũng thấy đó. Cái thứ hai là cám mình á, à cái mana có nghĩa là có cái túc duyên sâu dày, mà liên hệ đến cái gì ta, đến cái biệt hạnh này là hạnh gì đó, à biệt hạnh, đến biệt hạnh này. Rồi cái số 3 là cái gì ta, cái số 3 là chinawasi. Ồ, trong rung nước ai còn nhớ thì chúng ta chinh á. Washi có nghĩa là kiếp này đó là sống hết mình với cái biệt hạnh đó. Biệt hạnh đó. Và cái số 4 gọi là Gunatirika. Gunatirika. Cũng nhờ cái lớp mà tôi mới 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 chịu nhớ mấy cái này về. Có chỗ hơn người trong cái biệt hạnh này, mới còn nhớ không ta? Đó có nghĩa là phải có bốn cái đó. Phải có bốn cái này cộng lại thì mới sinh đệ nhất. Ví dụ như đệ nhất về tài lộc, có nghĩa là vị này đó là phải có một cái sự cố sự kiện nào đó cho mọi người thấy, thấy để Đức Phật mới nhân đó mà ngài mới tuyên dương được nha, chứ không phải khơi khơi tự nhiên không có chuyện gì hết mà ngài nói là vị này đệ nhất, cái này vị này đệ nhất, cái kia thì kỳ lắm, bà con họ không có gọi là tâm phục khẩu phục. Đại này phải có cái chuyện gì đó nha, để cho nó thấy. Đó nó gọi là áp thấp bất thiện, phải có duyên sự cụ thể. Cái thứ hai nó là a các bạn đấy, có nghĩa là vị này có cái túc duyên sâu dày, có nghĩa là nhiều kiếp đã trao dồi cái này, chứ không phải bữa nay ngẫu nhiên đắc quả xong rồi thấy hay hay là tuyên dương, không phải, mà vị này nhiều đời nhiều kiếp đã gọi là dùi mài trong cái này. Ai có nói là túc duyên tiền thân. Cái số 3 là chinh nó si, có nghĩa là ngay đời hiện tại là vị này cũng phải sống hết mình và tận lực nhé. Để mà vùi sâu gắm chặt ở trong cái chuyện đó. Rồi cái thứ tư á gọi là Gunatirika, có nghĩa là ngay trong kiếp này đó về cái mặt đó là phải có chỗ hơn người nha. Phải có đủ bốn cái này chứ phải khi khê mà thì chắc phải ôm lại chút xíu á. Từ gọi là thứ hết là pháp vô ngại giải, có nghĩa là vị này nghe Phật ngôn là hiểu ngay, đó gọi là pháp vô ngại giải. Tức là nghe, là nghe nghe 4 đế, nghe 12 duyên khởi, nó vừa nghe nó cái tên là hiểu liền, đó gọi là pháp vô ngại giải. Mà pháp vô ngôn vô ngại giải nó còn có một cái nghĩa nữa, có nghĩa là nhìn cái gì thì biết rằng cái chuyện này nó sẽ dẫn đến kết quả ra sao. Để nên pháp vô ngại giải có nghĩa là trí hiểu Phật pháp, hiểu giáo lý, mà đồng thời cũng là cái trí về nhân. Còn nghĩa vô ngại giải có nghĩa là nghe, nghe nói cái gì là hiểu ý nghĩa ngay, chứ không cần phải giải thích. Và đồng thời trí về nghĩa vô ngại giải nó cũng còn có nghĩa là trí về quả, có nghĩa là nhìn cái chuyện này biết nó từ đâu đến. Biết trí về nhân có nghĩa là nhìn cái này biết nó dẫn về đâu, dẫn tới cái gì. Còn trí về quả là nhìn cái này biết nó từ đâu đến. Không biết trung trung có nghe kịp không ta? Trí về nhân có nghĩa là nhìn cái này biết nó sẽ dẫn về đâu,
Còn trí về quả là nhìn cái này biết nó đến từ đâu, một cái là dẫn về đâu, một cái là đến từ đâu. Đó là pháp ngại giải và nghĩa như vậy. Cái thứ ba là từ vô ngại giải, có nghĩa là vị này thừa mứa khả năng ngôn từ để mà diễn đạt, diễn tả, trình bày cái điều mà mình muốn nói. Wow, cái thừa mứa, bởi vì mình thấy trong đời sống quanh mình có nhiều người đó là chỉ tìm một cái chữ xài đó là nó đổ mồ hôi, tìm ra có kẻ trời đó, từ ngữ nó xài không hết, nó nói mà liếu lử luôn, chữ xài không không là không kịp, nó cứ trào ra. Trong khi có người thì kiếm một chữ là một cách cực kỳ khó khăn đấy, thì cái khả năng đó nó cũng quan trọng trong đời sống nha. À, muốn làm thơ chữ nghĩa cũng phải nhiều, làm văn chữ nghĩa phải nhiều, mà muốn nói thoải mái chữ nghĩa cũng phải nhiều. Mà cái từ vô ngại giải là sao, là vị này về mặt ngôn từ dụng ngữ thì phải nói là không thiếu, vị này hoàn toàn có dư cái dụng ngữ, từ ngữ, câu chữ để mà trình bày diễn giải cái điều mình muốn nói. Và cái điều thứ tư là ứng khẩu vô ngại, có nghĩa là không có phải vò đầu bứt tóc như là người khác, mà vừa chạm tới là nó bung ra, chạm tới là nó bung ra, gọi là patipha. Nó bản dịch cũ của Tàu là điện, nhưng mà thật ra nó theo trong chú giải thì nó là ứng khẩu, có nghĩa là muốn nó bật ra liền nha, muốn là nó bật ra liền chứ không có ngồi nó mà ngâm nghe đó, là sáng hỏi chiều trả lời là không phải nha. Thì bốn cái này gọi là bốn trí vô ngại. Mà trong cái bộ Patthasamhita là bộ vô ngại giải có giải thích thế này, bốn cái trí này đó hơn kém nhau là do nhiều lý do. Thứ nhất, cái bốn cái trí này mà ở thánh hữu học á thì không bằng ở thánh la hán đó, nhớ nha. Rồi một, cũng đắc bốn cái này nhưng mà tu đà quần không có bì được bốn cái này ở ông tư đà hàm, tức là bốn cái này ở tầng thánh thấp không có bì được với tầng thánh cao. Câu đầu tiên ghi giùm tôi cái này đi, tức là bốn cái này ở tầng thánh thấp không có bì được tầng thánh cao, tức là ông tu đà quần ông cũng đắc, thí dụ như vậy. Ông tư đà hàm cũng đắc, nhưng mà dĩ nhiên của ông tư đà hàm nó phải ngon lành hơn của ông kia, bởi vì ông đắc tầng thánh cao hơn. Cho nên cái thứ nhất là tầng bốn cái này ở tầng thánh thấp không bì được với tầng thánh cao. Rồi thứ hai là gì ta, ai tu ba la mật lâu thì cái bốn cái này ở người đó nó xuất sắc hơn. Có cái thời gian tu ba la mật nữa đó, có thời gian ba la mật nữa. Rồi thí dụ như cái vị mà có vị tu ba la mật 100.000, cái vị tu hơn 100.000, cái vị tu dưới 100.000 nha, tu dưới. Thí dụ như là Đức Phật Chánh Đẳng Giác á, thì hạnh tinh tấn á, hay là hạnh đức tinh, hạnh trí tuệ thì tuy lâu mau khác nhau, nhưng khi đắc rồi tất cả chánh đẳng giác đều bằng nhau. Nhưng mà riêng độc giác trở xuống nha, từ độc giác trở xuống thì giữa vị thánh này với vị thánh kia có chênh lệch đó. Hai vị độc giác có vị nhanh vị chậm, nhớ nha, có vị nhanh có vị chậm. Nhưng mà đừng nghe chậm là tưởng cái ngày chậm giống mình thì không có đâu, chậm là chậm giữa hai chiếc phi cơ đó, chứ không phải là mình nghe chậm mà mình tưởng chà chắc cũng cỡ với xe lam xe đạp của mình, thì không phải. Chậm là chậm của hai chiếc phi cơ, chậm là cái chậm giữa cái tốc độ của hai chiếc hỏa tiễn, chứ không phải là chậm, mà chậm kiểu như mình này nha, mình chạy xe đạp này nghe nói cái chiếc kia chậm là chà chắc chậm cỡ mình đó, nha, 8 cây số 1 giờ đó. Cho nên là ở vị chánh đẳng giác thì dầu là hạnh tinh tấn đức tinh trí tuệ gì thì nữa đắc rồi là mọi thứ giống nhau 100%, nên các ngài được gọi là như là đã đến và đã đi y chang như nhau, không khác nhau 1 gram nào hết nha. Nhưng mà riêng các vị từ độc giác trở xuống thì có điểm khác, có vị thì nhanh, có vị thì chậm, có vị sâu, có vị hơi cạn hơn kia một chút, có người rộng, có người hẹp hơn người kia một chút nha. Rồi thì ở đây đó là cái bốn cái trí này ở cái tầng thánh thấp không bị tầng thánh cao, ở người ba la mật mà ít ấy, không có bằng người ba la mật nhiều, nhiều đây cái là lâu á, lâu hơn. Rồi cái nữa là ở cái vị nào mà thường xuyên dòi mài đó, phải ghi thêm cái này nữa, vị nào mà đắc rồi nhưng mà thường xuyên dòi mài đó thì sẽ sao ta, sẽ bén, sẽ ngon lành, sẽ xuất sắc hơn cái vị đắc rồi bỏ đó nha. Phải thêm cái này nữa, hồi nãy là tầng thánh thấp, rồi thứ hai nó ba la mật, bây giờ thêm cái thứ ba là
vị nào mà dành cái thời gian dồi mài nhiều, dồi mài nhiều nha. À, vị nào dành thời giờ dồi mài nhiều thì của vị đó cái bốn cái Alo, các vị có nghe không? Các vị có nghe không? Alo, các vị có nghe không? Rồi, như vậy là chết tôi rồi. Có nghĩa là tôi phải vừa nói mà phải vừa dịnh cái này. Chết tôi rồi, sao ta? Các vị chờ một chút. Và bây giờ tôi nói nhanh cho mình nghĩ đi. Thì lý do là cái kia nó hết pin, chúng ta phải dùng đỡ cái của à, rồi tôi giảng nhanh thôi. Hay quá, có người trả lời này hôm nay không nghe, ngày mai sẽ nghe xong. Dạ rồi, bây giờ là vị ma có thứ tá này ngài cũng tu 100.000 đại kiếp như bao nhiêu vị khác, và cái hạnh của ngài là gì, là sở trường về bốn cái trí vô ngại. Là sao? Có nghĩa là từ khi mà ngài đắc xong đó, từ khi đắc xong thì ngài dành rất là nhiều thời giờ trong cả cuộc đời đó, thay vì người ta là đi nhập định rồi đi du hành chỗ này chỗ kia thuyết pháp rồi ẩn cư rừng sâu núi thẳm, nhưng mà riêng ngài thì ngài rất là hoan hỷ, đặc biệt là hoan hỷ trong cái chuyện mà gặp gỡ học hỏi với các cái huynh đệ hơn bằng hoặc kém ngài, và nhất là ngài dành rất nhiều thời gian ngài học với Đức Phật nha. Cho nên đó là về bốn cái này của ngài thì có chỗ hơn ngài Xá Lợi Phất, có chỗ hơn hơn là hơn vậy đó. Hơn tức nghĩa là hơn đây có nghĩa là
Ngài trí tuệ không bằng, nhưng mà phải nhìn, phải nói đó là bốn cái này Ngài dành rất là nhiều thời gian cho bốn cái này, thì cái chỗ đó được gọi là hơn, được gọi là số 1. Có nghĩa là không ai trong cái hàng thanh văn bì được Ngài, chỗ là ngay cả Ngài Sa Lợi Phất Ngài cũng còn dành thời giờ để đi thuyết pháp, dành thời giờ để nhập định, vân vân. Còn Ngài thì cái thời gian mà Ngài ngày mai có thứ tám này, Ngài dùng thời giờ để mà Ngài đi học hỏi đó, hỏi biết, học hỏi trau dồi đó, thì nhiều hơn các vị khác. Cũng giống như hôm qua mình học cái, về một cái vị mà đệ nhất về 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 trú thiền đấy, thì khả năng thần thông là không bằng Ngài Một Quyền Liên, đúng, nhưng mà trú thiền nghĩa là thời gian nhập định của Ngài rất là nhiều, nhiều đến mức mà Ngài được xem là số 1 trong trong cái những cái trong số những vị mà đắc thiện, thì Ngài là vị trú thiền, nhập thiền, nhập định nhiều nhất, nhiều hơn cả Thế Tôn nữa nha. Thì cho nên trong trường hợp đó được gọi là đệ nhất về trú thiền. Còn vị này đệ nhất trong bố trí vô ngại, cái là dành thời giờ để mà trao dồi, trao đổi với thầy bạn về bốn cái này nhiều hơn bất cứ vị tinh văn nào, cho nên Ngài cũng được gọi là, đệ nhất. Mà sẵn ở đây các vị vào trong Trung Bộ Kinh nha, các vị vào Trung Bộ Kinh các vị tìm dùm cái bài, để cái bài số mấy ta, cái bài Kinh Đại Phương Quảng. Tức là nhờ cái bài đó đó, cái bài 43, nhớ đánh giùm tôi nha, bài 43. Bây giờ tôi bị kẹt cứng rồi, tôi không có đánh được, bây giờ tôi phải nhịn con bàn phím, giờ không đánh được. Trung Bại Bộ Kinh, bài 43, thì sau khi mà diễn ra cái cuộc nói, Trung Bộ Kinh bài 43 Đại Phương Quảng, thì Ngài nhiều cơ hội lắm, nhưng mà đặc biệt là sau cái khi có cái bài có cái cuộc gặp gỡ đó với Ngài Sa Lợi Phất, thì Ngài được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất về 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 gọi là trí vô ngại. Đệ nhất là trí vô ngại, các vị thấy chưa? Khi mình có lớp học như vậy là buổi nay tôi giảng về đời của mấy vị thánh mà tôi phải trích dẫn liên tục và liên tục các kinh. Chứ nếu mà để cho các vị tự đọc đó, thì tôi nghĩ khó lắm nha, khó lắm. Đây là lý do tại sao chúng ta phải có cái lớp học này. Thì từ chỗ này đó, thì Ngài được, từ cái bài kinh này trở đi, thì Ngài được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất về 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 về, trí vô ngại. Rồi bây giờ tiếp theo đó là, lẽ ra tôi còn nói nhiều nữa mà giờ một tay dịnh như thế này đó, thì nó mất hứng quá rồi, cho nên tôi phải giảng nhanh thôi nha. Bây giờ đó là mình làm lý nào ta, phải có đồ gài chứ mình đâu có thể nào mà mình nhịn như vậy, nó mất hứng quá ta. Rồi, dạ các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Alo, rồi bây giờ rồi, rồi. Thì bốn cái trí vô ngại này nè, bốn cái trí vô ngại này các vị có biết không? Nó có một cái giá trị vô cùng quan trọng ở trong cái chánh pháp nói chung. Là bởi vì đó, các vị tưởng tưởng tượng bao nhiêu cái gọi là văn hóa văn minh trên thế giới hôm nay mà chúng ta đang thừa hưởng, đang chứng kiến. Thì nó có phải là tất cả những cái văn hóa văn minh ấy có phải là cái thành tựu mà chúng ta có được từ người khác hay không? Đó, tự hỏi lòng mình đi. Những gì mà chúng ta đang thụ hưởng hôm nay, đang kế thừa hôm nay về cái văn hóa văn minh của nhân loại, thì có phải là từ người khác để lại, trao lại cho chúng ta hay không? Chắc chắn rồi, chắc chắn. Mà khổ một nỗi, nếu mà những người ấy có ý tưởng, có sáng kiến nhưng mà họ không có khả năng trao truyền lại, thì hôm nay chúng ta có được cái gì? Tôi ví dụ nha, nếu không có cụ Nguyễn Du thì làm gì ta có Truyện Kiều, làm gì ta có Nguyễn Bính, làm gì ta có Phạm Thiên Thư nha. Không có cái sự trao truyền của các nhà khoa học thì hôm nay chúng ta làm sao mà có được một cái thế giới mà coi như văn minh mà mình đang sống ở đây, ở đâu cũng là do là cái sự trao truyền của tiền nhân của các thế hệ trước. Như vậy thì ngoài cái chuyện mà mỗi người thành tựu được cái gì đó, cái chuyện mà thành tựu được cái gì nó là một vấn đề, nhưng cái chuyện thứ hai
đó là mình có thể trao truyền cái thành tựu của mình cho người khác. Cái khả năng đó lại cũng là quan trọng không kém nha. Thì bốn cái trí vô ngại này chính là cái khả năng trao truyền cho người khác đó, khả năng trao truyền. Bởi vì sinh ra trong đời này chúng ta chỉ có hai việc để làm thôi, đó là tiếp nhận di sản của tiền nhân và truyền thừa cái di sản ấy cho lớp người sau nha. Gọi là tiếp nhận của tiền nhân mà truyền thừa cho hậu tấn đó. Tôi cố ý tôi nói rộng chỗ này chỉ để cho bà con thấy bốn trí vô ngại nó quan trọng cỡ nào. Có khả năng hiểu, có khả năng trình bày vấn đề cho người khác, đây là một khả năng rất là đặc biệt. Mặc dù trong chú giải chỉ dành cho một đoạn rất là ngắn để nói về vị này thôi, rất là ngắn à, nhưng mà chúng ta phải thấy cái tầm quan trọng của bốn trí vô ngại. Tôi nhắc lại, cái chúng ta là mang thân người, chúng ta chỉ có hai việc để làm là tiếp nhận, là kế thừa cái hay của tiền nhân, và sau đó là truyền thụ, chuyển tải lại cái hay đó cho kẻ đến sau. Mà bốn cái trí vô ngại chính là cái khả năng truyền thụ cho người sau, nhớ nha. Rồi bây giờ học tiếp theo ngay ngạ nan. Ngạ nan là sao ta? Nếu mà mình chỉ biết đọc sách như một em bé đó, thì cái chuyện về ngạ nan chẳng có gì đặc biệt đó, chẳng có gì đặc biệt. Có nghĩa là ngài là một người hậu cận của Đức Phật như là bao nhiêu cái vị thị giả của chư Phật quá khứ và tư vị lai, chỉ vậy thôi, có gì đâu mà ghê gớm. Nhưng mà không, hiểu như vậy thì nghèo lắm. Mà chúng ta phải nhớ cái này, bất cứ một người hay một vật, một sự cố, sự kiện nào, chúng ta nghe chậm lại nha, bất cứ một người, một vật, một sự cố, một sự kiện nào trên đời này mà nó muốn tồn tại, nó muốn hiện hữu thì nó phải luôn luôn cần đến vô số cái điều kiện trợ duyên. Đó, cái này mới quan trọng nha. Bất cứ một cái sự tồn tại, sự hiện hữu, sự có mặt của người nào, vật nào, sự kiện nào, sự cố nào trên đời, nó cũng luôn luôn cần đến sự hỗ trợ, sự trợ duyên của vô số điều kiện. Cái sự ra đời và cái sự và thời gian trụ thế độ sinh của một vị chánh đẳng giác cũng vậy. Ngài không thể một mình mà ngài làm hết, không thể một mình mà ngài có được cái Phật quả đâu quý vị, không thể đâu quý vị ạ, không có nha. Vị Phật nào cũng phải có người chịu làm gia du, làm rahula. Vị Phật nào cũng phải có thân quyến hỗ trợ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không thể một mình. Cho nên cái Phật quả cái lúc mà ngài hành ba la mật á, thì cái ba la mật của một vị chánh đẳng giác hướng tới ba cái lợi ích sau đây. Một là nhắm đến cái Phật quả cho mình sau này. Hai là nhắm đến cái sự đền đáp ơn nghĩa cho những quyến thuộc đã hộ trì hỗ trợ mình nhiều đời nhiều kiếp. Và ba là cái ba la mật này á, là nhắm đến vô lượng chúng sinh. Nhớ nha, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cái là một cái hành động mà tu tập ba la mật của Bồ Tát chánh đẳng giác có nhắm tới ba cái này. Một là cho Phật đạo của chính mình, hai là để đền ơn đáp nghĩa cho những người hỗ trợ mình trong vô số kiếp quân tu ba la mật, và cái thứ ba là mình nhắm đến vô lượng chúng sanh sẽ nhờ cậy mình sau này đó. Tức là mình rồi thân thuộc, rồi thứ ba là chúng sinh đó. Thì ngài Ananda, tức là cái vị thị giả đó, là một trong những cái điều kiện cực kỳ quan trọng đó. Một cái vị thị giả đó, chúng ta biết rằng đó là cách đây 100.000 đại kiếp, ngài từng là một vị hoàng tử, vào chùa nhìn thấy một vị tỳ kheo thị giả của Đức Phật Padmasambhava. Vị này có thần thông, ngã nan này không có thần thông, nhưng vị thị giả kia thì có thần thông. Thì vị kia gọi là lo lắng chu tất chu toàn mọi sự Đức Thế Tôn Padmasambhava, coi như là chỉ đưa mắt nhìn thôi là vị kia biết Thế Tôn cần gì muốn gì đó. Từng cái ánh mắt, từng cái cử chỉ lớn nhỏ của Đức Phật thì đều được vị đó ghi nhận và hiểu ý một cách tinh tường, chính xác, kịp thời. Mà gọi là thiên hạ nhìn vào phải tâm phục khẩu phục, có nghĩa là không ai hiểu vị chánh đẳng giác, gọi là không gọi là từng ly từng tí như là vị thị giả, kịp thời đáp ứng. Và có những việc mà không tiện cho vị La Hán, nhưng mà vị Tu Đà Quần thì có thể làm được. Đó, rất là nhiều chuyện như vậy nha.
Cho nên ngày nay ngài thấy ngài thích quá, ngài mê là làm phước cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, rồi ngài mới nguyện là cho sinh cho con một kiếp lai sinh xa xôi nào đó, trong đời một vị Phật tương lai nào đó, con cũng sẽ trở thành một vị đệ nhất thị giả như vậy, một vị đệ nhất hầu cận như vậy nha. Thì cái công viên quả mãn sau 100.000 đại kiếp tu tập, thì đến cái đời cuối cùng ngài gặp được Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni trong cái thân cuối đó là Vissantara. Trong cái thân đó Bồ Tát Vissantara, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni trước khi sanh về đấu sức mà chờ chư thiên thỉnh giáng sinh ấy. Trước khi sanh về đấu sức ấy, thì Bồ Tát Thích Ca nó có trải qua một kiếp cuối cùng ở cõi người, đó là cái kiếp làm hoàng tử Vissantara. Cái kiếp đó mới vừa được 7 tuổi là ngài đã phát nguyện ai cần gì thì ta sẽ cho theo khả năng ta có. Mắt à, móc mắt ta cũng móc, cần thịt, cần da, cần gân, cần xương, cần gì ta cũng cho. Tự nhiên cái việc một vị Bồ Tát sắp thành á, khiến như ngày 7 tuổi mà ngày có một cái tâm tư kỳ lạ như vậy. 7 tuổi mà dám nói rằng ai cần mắt à, ai cần tim, ai cần gan, ai cần tay chân máu thịt ta cho sạch sành sanh đó. Thì ngay trong kiếp đó thì ngài A Nan cũng có mặt bên cạnh Bồ Tát để hỗ trợ cho Bồ Tát nha, hỗ trợ cho ngài tu tập. Thí dụ như Bồ Tát vô có nhiều kiếp lắm chứ không phải kiếp đó không. Bồ Tát vô rừng mà làm đạo sĩ thì A Nan đi theo cũng để làm thị giả. Rồi Bồ Tát làm vua, đấy Bồ Tát làm vua thì coi như là vài ngày làm tướng, làm thừa tướng, làm cận thần kế bên để mà chăm sóc nhiều lần, và rất nhiều lần Bồ Tát thực hiện những cái đại sự nhân duyên là cũng có ngài A Nan kế bên hỗ trợ. Chúng ta thấy Lưu Bị cũng phải có Khổng Minh ví dụ như vậy, rồi cũng phải có Ngũ Hộ Tướng đó. Rồi mình thấy ngay cả Khổng Tử cũng phải có Thất Thập Nhị Hiền, Chúa Giêsu cũng có 12 thánh tông đồ. Nói chung là mình thấy ở đâu cũng phải có những bậc đại nhân làm đại sự thì cũng phải có cái người hỗ trợ, người trợ duyên. Thì trong trường hợp của Đức Phật mình ấy, thì ngài A Nan là một nhân vật như vậy, vừa là đệ tử, vừa là người bạn đường, vừa là cái người bạn cộng sự, một cộng sự viên, một họ người hợp tác để mà hỗ trợ cho Bồ Tát. Thì đến cái đời cuối cùng sau khi gặp nhau ở cái kiếp của Santara rồi thì Đức Bồ Tát sanh về đấu sức để mà chờ nhân duyên đến mới giáng sinh xuống trần để làm Đức Phật Tổ đó. Thì lúc đó ngài A Nan cũng ở trên đấu sức đó. Rồi khi Bồ Tát ngày ngày hứa với ma chư thiên ngày giáng sinh, thì trong cái ngay cái ngày mà Bồ Tát mà ngày nhập thai vào bụng của bà Ma Gia, thì cũng trong cái ngày đó, cũng trong cái ngày đó thì ngài A Nan cũng sanh xuống trong dòng Thích Ca, làm có sanh vô bụng của hoàng hậu vợ vua Amito Dana. Bên đây là Bồ Tát là sanh vô làm con của vua Xuất Hồ Tịnh Phạn, còn ngài thì ngài A Nan thì sanh vô làm con của vua Amito Dana, có nghĩa là bất tử phạn. Bên kia nó là một kia là Tịnh Phạn, đây là Thiên Phạn. Amita đây cũng như là chư thiên nha. Xuất Thô Đa Ná là Tịnh Phạn, còn bên đây nó là Amito Đa Ná là Thiên Phạn. Thiên Phạn đều là cũng là trong dòng Thích Ca. Rồi thì khi mà Bồ Tát Tất Đạt và Ngài A Nan lớn lên chung nhau, từ bé đó là vui chơi chung với nhau, lớn lên đến tuổi mà cập kê lập gia đình á, thì chính ngài A Nan cũng là nằm trong số những cái vị gọi là hoàng thân mà thi đấu võ nghệ kiếm cung thương đao với Thái tử Tất Đạt. Tại sao phải thi? Là bởi vì đó là người ta muốn tìm ra một nhân tuyển thích hợp để mà xác định được cái tài văn võ của Thái tử Tất Đạt. Mà ai đây? Ai là cái người mà để... Bởi vì vua Suttaputta Thiện Giác là cha ruột của bà Mẹ Du, ông chỉ chấp nhận gả con cho cái người mà là văn võ toàn tài thôi. Mà cái người mà có thể giúp cho Bồ Tát là thể hiện cái khả năng trác việt của xuất chúng của mình là ai đây?
là phải là những vị hoàng thân mà kiệt xuất. Đó là ai? Trong đó có ngài A Nan, rồi ngài Anuruddha, rồi ngài gì nữa ta, ngài Phatthiya, ngài Kimbila và kể cả ông Đề Bà Đạt Đa. Mặc dù người ta tỷ thí để lấy chầu lấy chị của mình, nhưng mà ngài cũng, ông Đề Bà Đa cũng mới có mặt để mà hạ gục những cái kẻ bất tài vô tướng của Đức Vô Năng. Đấy. Trong đó ngài A Nan, và khi mà Đức Phật thành đạo rồi, ngài trở về thì có 6 người trong hoàng tộc đi xuất gia, thì cũng có ông, cũng có ngài A Nan trong đó, ngài đi tu một lượt với ông Đề Bà Đạt Đa, đại với ngài Upali. Và khi theo Thế Tôn là lúc đó Thế Tôn là cái ngài thành đạo năm 35 tuổi, thì 2 năm sau là 37 tuổi, lúc đó ngài A Nan cũng 37 tuổi. Và cứ như vậy ngài đi xuất gia xong rồi thì có lúc đi gần Đức Phật, có lúc ở xa Đức Phật, không phải luôn luôn bên cạnh Phật. Và cứ như vậy từ năm 37 đến năm Đức Thế Tôn là 55 tuổi, thì lúc đó Đức Thế Tôn đã trải, trong suốt thời gian đó thì Đức Thế Tôn đã trải qua rất là nhiều đời thị giả mà bây giờ tôi viết không được, cho nên xin cái cô giọt mưa này nè, cô làm ơn cô ghi giùm nha, cô ghi giùm cái gì ta, ghi dùm cái tên của mấy cái gì, có tìm, biết tìm không, chắc tìm, mỗi khi tìm giỏi lắm mà, tìm cho tôi cái chỗ cái cô giọt mưa còn không ta, hoặc là sư Hạnh Tuệ, hoặc là Nhớ Tôi Không, ai tìm dùm để cho tôi đọc thì các vị viết cũng được nha. Một là Na Cát Sa Ma Lu, chỗ này bắt đầu tên Na Khu Bá Na Sa Ma Di nè, đó thế nè cô Panasama gì nè, lúc bây giờ Bhagavato Patthapo Thí Văn, tức là Đức Tôn khi mới vừa giác ngộ Quy Sát Tí Quát Sa Ní 20 năm đầu tiên, Anipattha Upattaka Upattaka Hê Sùng, không có đệ tử đi theo cùng, không có thị giả, không thị giả đi theo liên tục Anipattha nha, tức là lúc có lúc không. Bây giờ ghi giùm tôi là có lúc thì ngài Nagasama Lá, có lúc thì ngài Nagita, có lúc thì ngài Upavana, có lúc thì ngài ông Sunakata, có lúc thì ngài Chunda, có lúc thì ngài Sagata, có lúc thì ông Ratha, có lúc thì ông Mekhiya. Tổng cộng lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Hay quá trời ơi. Hay cho Khanh, giỏi cho Khanh. Tuyệt vời. Wow. Trưởng. 8 thị giả. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, còn vị nữa, còn thiếu một vị nữa. Nagasamala, rồi Nagita, Upavana, Sunakata, Chunasakata. Thiếu cái Ratha nữa, thêm cái Ratha, tất cả là 8 vị, nhớ nha. Trong râm này nếu bà con nào mà có cái lòng mà muốn trở thành ra Đa Văn Tạng Bồ Tát, thì nên ghi nhớ mấy cái này. Bây giờ thế nào cũng có lúc mình cần mấy kiến thức này. Có nghĩa là trong 20 năm đầu tiên khi mới thành đạo, Thế Tôn không có thị giả chính thức, mà phải liên tục nhờ đến 8 vị này. Có lúc thì vị này, có lúc vị kia. Mà trong chú giải kể cái đoạn này còn đau thương nữa. Có nghĩa là trong 8 vị đó, có những cái vị đối với Thế Tôn rất là bạc. Bạc là sao? Là đang đi chung như vậy rồi tự nhiên cái là hứng sinh được tách riêng, xin Thế Tôn đi mình đi, con sẽ đi về cái chỗ con muốn đó. Rồi Đức Thế Tôn mới nói là ta chỉ có một mình, đừng có đi như vậy, khi có vị khác đến thì hãy đi. Thì vị đó đến nói nếu Thế Tôn không cho phép thì con để cái bình bát Thế Tôn ở giữa đường nè, con đi à. Cái việc trung rung có tin diện đó không? Đức Thế Tôn đã lên tiếng như là chỉ có một mình thôi, chờ có người khác cầm bình bát thì muốn đi đâu thì đi. Thì vị đó trả lời đó là con đang cần đi, con không có chờ được, thôi con để mình bác Thế Tôn ở đây. Dạ, rồi cứ vậy rồi bỏ nó mà đi. Mà 8 vị này là sau này là thành là thứ dữ không đó, A-la-hán hết trong đây. Chỉ có trong đây chỉ có ông Sunakata là giỡm thôi. Ông Sunakata là giỡm, có nghĩa là sau này là ông chết rồi ông bị đọa đó. Ông Sunakata này nè, ông chắc phải biết tích ông này mà, phải không? Ông này ổng ngày xưa ổng là cũng nghe thuyết pháp, ổng có đức tin đi tu rồi ổng cũng đắc thiền rồi nha, cũng đắc thiền.
cũng đắc thiền, cũng có thiên 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 nhãn rồi mình ra tùm lum hết đó. Nhưng mà ông tức cái chỗ là thấy chư thiên lép nhép mà ổng hiểu, ổng nghe chư thiên nói cái gì hết á, vì ổng không có đắc thiên nhĩ được. Vì kiếp trước ổng đã từng là làm chết một vị Phật độc giác bằng cách là ổng búng một cái viên sạn xuyên vào cái lỗ tai của vị Phật độc giác. Ổng giết đó, nói cho nó dễ tin chút, ổng từng giết một vị Phật độc giác bằng cách là ổng tấn công vô cái lỗ tai của ngài, vô cái tử huyệt ở lỗ tai của ngài nha. Cho nên đời đời ổng sanh ra là ổng bị điếc. À, rồi đến cái cuối cùng khi mà ông gặp được Đức Phật mình đó, thì ông cũng là bị một cái quả là ông không có luyện được cái thiên nhĩ nó. Rồi ông tức lắm, ông đi vô ông gặp Đức Phật. Ông vô ông gặp Đức Phật đó, thì ông trách, ông nói tại sao mà con không có luyện thiên nhĩ, mà Thế Tôn có khả năng đó hay không? Đức Phật nói ta có khả năng đó, nhưng mà ngươi thì không có thể làm được chuyện đó như bao nhiêu đệ tử khác. Ông nói nếu mà Thế Tôn không dạy cho con thì con hoàn tục. Thế Tôn nói ngày xưa khi ngươi đến đây Như Lai không có hứa là sẽ dạy cho ngươi cái thiên nhĩ thông à, thì ông nghe giọng tức của ông bỏ ông quần tục luôn. Rồi ông trở về ông gặp ông thầy cũ của ông. Chuyện dài lắm, mà cái này là trong chú giải trường bộ kinh nha, Xuất Năng Cala Bala Sini nha. Trong chú giải kể như vậy. Thì ông chuyện bên đại khái là ông bất mãn Thế Tôn, rồi cuối cùng thì ông đi theo ông thầy ông, rồi ông thầy ông gặp được mặt ông rồi mấy bữa rồi ông thầy ông chết. À, mà trước khi ông thầy ông chết ông Sunakata này có nghe Thế Tôn tiên đoán. Thế Tôn nói thầy của ngươi trong vòng 7 hôm nữa sẽ chết. Đúng thiệt, 7 hôm nữa. Trong vòng thời gian đó ông thầy ông biết rằng Đức Phật nói không bao giờ sai, cho nên ông tìm đủ cách để mà ông giữ cái mạng cho Đức Phật nói sai. Mà ông nghĩ là do mình cẩn thận sinh hoạt ăn uống, trong vòng 7 ngày làm sao mình chết được. Không lâu thì mình còn giữ, mỗi 7 ngày mà làm sao mà giữ không được. Ông kiêng khem không dám ăn uống, đến ngày thứ bảy ông đói quá ông ăn vô cái ông bị bội thật, ông chết. Ông chết đúng như lời ngài, và ông chết rồi ông sanh làm một cái con về con một cái loài Atula tên là Kalakajika, mà ở bên ngoài cái Thái Dương Hệ của chúng ta. Cái chuyện này nó hơi phong thần thì lỡ thì kể luôn, chứ bà con tin hay không thì tùy tôi, chứ làm sao tôi làm khác được nha. Thì ông thầy đó sau khi mà ông chết rồi ông sanh làm một cái loài Atula mà tên là Kalakajika, nó cao tới 11 cây số chiều cao, nó tức là 3 gạo bú tát, 4 gạo bú tát một do tuần, mà ông cao 3 gạo bú tát tức là 1/4 do tuần, tới 3/4 do tuần mà cao như vậy. Mà cái cổ ông nó nhỏ xíu như sẻ chỉ như vậy, cho nên suốt đời ông chỉ khát nước thôi. Khủng long nó nặng 30 tấn mà cái cổ của nó bơ lớn đó đó, cái cổ nó cái của nó bằng cái bắp vế của người lớn mình, cho nên nó ăn cả đời. Thì còn cái ông này ông cao 10 cây số mà cái cổ như sẽ chỉ, cho nên nó uống nước hoài, nó không có đại khát nha. Thì coi như là Đức Phật ngài mới dùng thần thông, ngài mới đem cái ông thầy đó về cho Sunakata này tận mắt nhìn thấy. Và trước mặt ông Sunakata ngài mới hỏi ngươi có phải là thầy cũ Sunakata không, thì ông xác nhận đó. Các vị nghe kịp chưa? Ông xác nhận đúng, ta là thầy của con đây, ta tại ta tào lao bí đao, cho nên bây giờ ta mới sanh làm cái loại này đây. Xong rồi Đức Phật mới dùng thần thông đem trả ông lại trở về chỗ cũ, cho ông không có tự đi được đó. Mà mình sanh ra cái duyên nghiệp nó cho mình thích hợp ở chỗ nào thì mình không có đi qua chỗ khác đó. Cho nên ngài phải đem ông từ một cái thái dương hệ này sang cái thái dương hệ khác, ngài trả ông về chỗ cũ nha. Thì ông Sunakata này chính là cũng có cái cuộc đời như vậy đó. Cho nên là đời Thế Tôn 20 năm đầu không có đệ tử, thì lúc đó là để coi 35 mà cộng với 20 là nhiêu ta, là 55. Trộn 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 trộn. Thì khi mà Đức Thế Tôn được 55 tuổi trong một cái pháp hội trong một cái pháp hội đó, thì Đức Phật này mới nói với Chư Tăng bây giờ Như Lai lớn tuổi rồi, Như Lai lớn tuổi rồi, Như Lai cần có một cái vị thị giả chính thức, chứ không phải là lúc lặn lúc mọc lúc có lúc không cũng vất vả như Như Lai. Thì ngài sẽ là Phất ngài mới sen, ngài nói con xin đi theo hầu Thế Tôn. Đức Phật nói không, khi mà người như Xá Lợi Phất mà đi theo Như Lai sẽ là một cái thiệt thòi cho chúng sinh. Bởi vì hai người mình có thể đem lại lợi lạc cho biết bao nhiêu chúng sanh. Bây giờ mình dồn ở thành một, có nghĩa là mình có thể một cùng một lúc đi hai nơi, mà bây giờ mình hai người đi có một nơi thôi.
Thì ngài từ chối. Ngài Mục Kiền Liên xin Đức Phật, Đức Phật cũng nói y hệt như vậy, ta và Mục Kiền Liên đi chung như vậy thì chỉ là mất mát và thiệt thòi cho chúng sinh thôi. Thay vì hai người mình đi hai nơi đó, thì mình chỉ còn đi được có một nơi thôi nha. Cho nên nó là cuối cùng thì là chư Đăng ai cũng xin Đức Phật từ chối. Mà quên đó, trong đây có cái cô giọt mưa này là cũng có trích một cái chuyện mà nãy tôi làm biếng kể thôi, bây giờ tôi kể luôn nha. Trong đây có câu chuyện là ý cái đó bắt đầu phát qua mí cái dập thì rỉ là sao thì ngạch chi nó bằng si mí cái đại về chân tôi cơ mai cơ mà si tất ra mí mí cái vô chân tôi cơ mai bình à cho tôi nó đi tới bữa sau đây. Đó là có một lần đó đó là Đức Phật ngài đi lúc mà chưa có được 55 tuổi, ngài đi chung với ngài ngài Ni Khí Giá đi ngang một cái vườn xoài đẹp lắm, lầm lâm đó đẹp lắm. Thì ngài Ni Khí Giá ngài mới xin xin Đức Phật cho ngài vô trong đó. Thì Đức Phật nói thôi à, thôi Như Lai đang có mình đừng có để ta mình để hãy chờ cái lúc khác à, thì mới tính. Thì vị này nghe như vậy, vị này không có chịu, xin ba lần được vị này mới là đem mình bác Đức Phật để đại lên trên đường vậy đó. Rồi vị này mới đi vô cái vườn xoài đó hành thiền. Thì trong chú giải mới nói thêm, chú giải một chú giải tạm bên tương ưng á, ở đây không có bên tương ưng á, mình học rồi. Tại sao cái ngày như cái giá này ngày mê cái vườn xoài đó đến cái mức mà coi như là mê mẩn tàn tịch mà đến mức ngày không có kệ Đức Thế Tôn, mà tại sao? Là bởi vì chúng ta trong cái room này cũng vậy thôi. Có nhiều lúc trong đời chúng ta tự nhiên chúng ta thích một cái chỗ nào đó, một cái vật gì đó, một cái người nào đó mà đến được mức cuồng điên si dại, các bạn biết không? Thì ngài Mê Cái Giá kiếp xưa ngài từng là ông vua ở ở ngay cái khu vườn xoài này nè, và suốt 500 kiếp ngài cứ chết đi sanh lại cũng ở tại cái vùng này. Cho nên hôm nay ngài vừa nhìn thấy cái vườn xoài đó là ngài cưỡng lại không có được, nó ngài không có được, ngài không có cưỡng được. Cho nên là ngài ngài mới là bằng mọi giá ngài mới đi cho bằng được. Mà như vậy mà thị giả ngài là chết rồi, thị giả là phải xem Thế Tôn là số 1 chứ làm sao mà xem cái ý thích của mình là số 1 được. Thế là ngài bỏ đại ngài đi. Bây giờ khi Thế Tôn 55 tuổi rồi thì chư tăng ngài nói như vậy xong thì chư tăng mới xin được làm thị giả, Đức Phật từ chối hết. Thì trong đó có mình ngài Anan nghiêm lặng, thì mấy vị tỳ kheo khác nó bây giờ ai cũng xin Thế Tôn từ chối thôi, bây giờ chắc là cái ý Thế Tôn chọn hiền giả đó, thường giả xin đi. Thì ngài Anan ngài mới quỳ xuống, ngài mới quỳ xuống, ngài mới là xin, ngài mới xin xin Thế Tôn, xin Thế Tôn được cho ngài được làm thị giả, mà với cái điều kiện là gọi là chấp ba rô có tích khi ba chấp tập chấp tập so a cho thân an, ngài xin Thế Tôn bốn chữ đừng và bốn chữ hải. Bốn chữ đừng là gì, là có tích khi ba, và bốn chữ hải là a gia chánh na. Bốn chữ đừng là cái gì ta? Bốn chữ đừng là đừng có cho A Nan y đẹp, thứ hai là đừng có cho A Nan cái đồ ăn ngon, thứ ba là đừng có cho A Nan ở chung một phòng một cốc, mà thứ tư là đừng có một là Pani Tăng Ki Varang Đá Sạch Tí, đừng có cho y xịn y tốt. Rồi Pani Tăng Pinh Đá Ba Tăng à, nó đã sạch tí, đừng có cho đồ ăn ngon. Ê cái ganh đó có tư văn quá sẽ tung là đã sạch tí, đừng có cho ở chung cái hương thác. Nếu mà ta năng cái hệ toàn nó gặp mỹ sạch tí, đừng có dắt A Nan đến những cái chỗ mà người ta chỉ mời riêng một mình Thế Tôn nha. Ê qua hăng nha, nếu mà được như vậy đó thì thắc cầu ban tăng úp tại hít xa mỹ con sẽ hầu cận Thế Tôn. Rồi Thế Tôn mới hỏi vì sao mà anh đang xin mấy cái này, thì nghe nó bạch Thế Tôn nếu mà con không xin bốn cái này người ta sẽ nói rằng con đi theo Thế Tôn là vì để được cái này được cái kia đó, đó là bốn cái đừng. Tiếp theo ngài xin Thế Tôn bốn cái hải, hải gì? Thế thứ nhất là xin Thế Tôn hải hải tới, hải tới.
và sát chê phanh đế và cái qua ma gia gái phanh mình ta năng cái mi sạch tỷ, cái chỗ nào mà người ta mời riêng con thì con cũng xin tùy duyên mà được thỉnh Thế Tôn đi đến chỗ đó. Dạ. Rồi cái thứ hai là sát cha hàng tru rập tha tru cho nên bà đà phát cơ quan tăng đáp thung á cơ tăng báo đi sang á cơ tắc cái ni dí và cơ quan tăng đáp sung đáp xê tung lạch chà mỹ. Con có quyền sắp xếp giờ giấc để cho tứ chúng muôn phương về hầu Thế Tôn. Con phải, con có cái quyền đó, con có quyền sắp xếp cái giờ giấc gặp gỡ. Rồi cái gì nữa? Giá đa mi căng cáo và chạch tỷ tắc mân dê và ca nê và cơ quan tăng út và sang ca tung lạch chà mỹ. Khi mà con có cái gì thắc mắc á thì con xin phép Thế Tôn trước rồi con có quyền hỏi. Rồi cái gì nữa? À, có cái gì nữa là ta tha bác cơ ba mây hàng param múc khê là vắng mặt ha, param xăm múc khê là có mặt, là trực diện, là hiện tiền, còn param múc khê là vắng mặt, là khiếm diện. Thăm mang đề xề tiết tán ai cam thoa mây hàng cả thế sạch tỷ, khi nào Thế Tôn thuyết pháp ở những chỗ mà không có mặt con thì sau đó xin Thế Tôn về kể lại cho con nghe. Y va hắn bác cơ ba tăng ốp bạc thí hít xà mỹ, nếu được vậy thì con xin được hầu hạ Thế Tôn. Tất cả là 4 điều, tổng cộng là 8 nha. 4 điều đừng và 4 điều hãy nha, 4 điều. Thì Đức Thế Tôn đồng ý, rồi thì kể từ đó ngài đi theo Thế Tôn như bóng với hình. Trong kinh đó một đêm như vậy là ngài đang đi vòng quanh cốc Đức Thế Tôn 9 lần, ngài cầm cái cây đuốc đi vòng quanh như vậy để coi có cái chuyện gì cần để kịp thời giải quyết hay không. Rồi cái gì ta? Là thứ hai nữa là bây giờ cái chuyện về ngài nó dài lắm. Khi mà ngài theo hầu Thế Đức Phật, các vị đã nghe đến đâu rồi? Tức là mỗi đêm á, là ngày, mỗi đêm là ngày Anh An, ngày đi vòng quanh cốc Đức Phật 9 lần để xem coi có cái chuyện gì mà cần phải làm cho Thế Tôn hay không. Và Đức Phật dạy rằng giống như trong một cái dấu chân con bò, không thể nào có một cái khối nước mà nó lớn như đại dương. Cũng vậy trong cái đầu óc bình thường, trong cái khả năng cường ký, cái trí nhớ bình thường của mỗi người bình thường, thì không ai có được một cái sức nhớ như anh em. Các vị nghe kịp không? Trong cái dấu chân con bò đó thì không thể nào có một cái khối nước như đại dương. Trong một đầu óc của người bình thường không thể nào có một cái sức nhớ hoành tráng là đáng nể như là cái sức nhớ của ngài Anh An. Có nghĩa là những gì ngài Anh An đã nghe một lần thì không cần hỏi lại, và cứ như thế mà nhớ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Đó, cứ mà nhớ, nhớ hết, nhớ không sót cái gì hết á. Mà ngài Anh An ngày có 4 cái như ý đức của một vị chuyển lưng thánh vương là sao? Có nghĩa là khi mà người ta gặp mặt ngài, người ta vui mà chưa gặp mặt ngài, người ta trông mong gặp cho bằng được. Mà khi gặp mặt ngài rồi, ngài nói chuyện người ta nghe cũng thích, mà người ta ngồi người ta nhìn ngài, người ta cũng đã thấy thương. Đó là mà trong kinh nó 4 cái này chỉ có vua chuyển lưng vương hoặc chánh đẳng giác mới có, tự nhiên ngài Anh An lại có mới ghê chứ nha. Và trong vô số kiếp sinh tử là ngài từng nhiều lần chết cho Bồ Tát, đến kiếp cuối cùng gặp Phật thì ngài cũng sẵn sàng chết cho Thế Tôn. Các vị biết rồi, trong cái lần mà con voi Nalakiri mà tấn công Thế Tôn, lúc đó nó bị phục rượu cho say. Ngài Anh An là vị tu đầu quần, biết là không có ai mà có thể tấn công Thế Tôn được, nhưng mà cái phản xạ tự nhiên là khi thấy con voi từ xa nó phóng tới thì cái phản xạ tự nhiên là ngài đứng phía trước Đức Phật để cho con voi nó làm thịt mình để chứ đừng có xâm phạm tới Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói: A Nan, bước ra phía sau,
Ngài Đức Phật nói ba lần như vậy thì Ngài Anan vẫn đứng đó. Đức Phật dùng thần thông dời Ngài Anan ra phía sau, tức là Ngài Anan chưa có bước đi được cái gì hết là thấy mình đã đứng sau lưng Đức Phật rồi. Đức Phật dùng thần thông dời Ngài Anan ra sau, và con vua Nalagiri chạy cắm thẳng tới chỗ Ngài, thì cách Ngài khoảng trong kinh nó 16 cari xa. Thì cái sức mạnh từ bi của Đức Thế Tôn làm cho toàn bộ cái là cái sự căng thẳng trong cái đầu, trong cái não của nó là lắng dịu xuống. Nó cảm nhận được một cái sự mát lạnh toàn thân. Và nó nhìn Đức Phật là nó nhìn giống như voi mẹ voi con mà đi lạc mẹ vậy đó. Đó, đặc biệt như vậy nó cảm nhận một sự mát lạnh. Và chính cái sự mát lạnh đó nó làm cho toàn cái thân, nó làm cho cái sự căng thẳng của cái cơn điên ấy nó lắng xuống ngay lập tức. Và nó nhìn Đức Phật bằng cái nhìn, bằng cái cảm tình của con voi con mà bị lạc mẹ mà chiều nay lại gặp mẹ. Thì lúc đó Đức Phật chỉ nói một câu thôi: voi chúa không hại voi chúa. Đó, voi chúa không có hại voi chúa. Ngươi sẽ là một vị Phật tương lai mà Như Lai lại là vị Phật hiện tại, không thể có cái sự tấn công của hai cái đối thủ, hai nhân vật như vậy nha. Và kể từ khi mà Ngài xác nhận như vậy rồi đó thì sao ta? Từ đó về sau ai cũng biết con voi đó chính là mười Phật tương lai đó, và Nalakiri nha. Và lúc đó, trước đó nó gọi là một, nó được con voi đó được gọi tên là Nalakiri, là ngọn đồi lao. Đây là một trong những cái tên thơ mộng nhất mà tôi yêu trong kinh điển Pali. Pahiya là người phương ngoại, còn Nalakiri là ngọn đồi lao. Đồi lao, ngọn đồi và những cây lao. Vì sao? Vì nó to như một ngọn đồi, nó to quá thì người ta gọi đó là ngọn đồi, chứ còn đâu có con voi nào mà bự như ngọn đồi, có bị nghe kịp không? Nhưng mà nó to quá thì người ta kêu nó là ngọn đồi nha. Còn trên đó có mấy cái cọng lông mà mọc thưa thưa thì nhìn y như là ngọn đồi lao mày quý vị nha. Cho nên Nalagiri là, nếu mà tôi có một đạo tràng tôi sẽ sẵn sàng gọi cái đạo tràng đó là Nalagiri. Đó là ngọn đồi lao, nghe rất là dễ thương. Con voi này là chính là một trong 10 vị Phật tương lai. Dĩ nhiên Phật tương lai thì nhiều lắm nha, nhưng mà 10 cái vị mà gần mình nhất đó, thì trong đó có voi Nalagiri. Tức là con voi, tức là vị Phật số 10 trong 10 vị đó, số 10 trong 10 vị sẽ thành Phật sắp tới này nè, thì trong đó có voi Nalagiri. Nala là cái lao, lấy cái là ngọn núi, ngọn đồi nha. Rồi thì coi như là Ngài Anan Ngài nói với Thế Tôn như vậy đó, rồi mà có nghiệp lắm. Ngài là thánh sơ quả vậy chứ Ngài còn nặng tình lắm. Thí dụ như khi mà bà Gautami mà tịch, Ngài khóc. Khi bà Gia Du đến từ giả Đức Phật để tịch, Ngài cũng khóc. Khi Ngài Rahula đến từ giả Thế Tôn để đi viên tịch, Ngài cũng khóc. Khi Ngài Xá Lợi Phất tịch, Ngài cũng khóc. Tội nghiệp lắm, mà cái khóc Ngài khác cái khóc của mình. Ngài khóc là bởi vì quá nhiều kiếp đi chung với nhau. Ngài biết rằng kể từ bây giờ trở đi không thể nào gặp lại một cái nhân cách giống như vậy nữa. Còn mình thì mình thương là tại vì người này từng là máu mủ của mình, từng người này từng cho mình tài sản, người này từng thương mến mình, cái đó là cái thương tào lao, thương nghèo của phàm phu. Còn Ngài khóc là chỉ vì Ngài biết, Ngài quý cái pháp tánh, Ngài biết cái tánh hạnh của mấy vị này cao vời, xuất sắc, khả kính, khả ái cỡ nào. Mà kể từ bây giờ trở đi thì cái con người nó, cái nhân cách của bà Gautami như vậy đó, không còn, mình không còn dịp gặp nữa. Cái nhân cách như là bà Gia Du, cái nhân cách như là Ngài Rahula, nhân cách như là Ngài Xá Lợi Phất, không, mình không còn dịp gặp nữa. Ngài mới khóc. Và có một buổi trưa đó tội nghiệp lắm, Ngài đang nằm ở trong cái cốc kế bên cốc của Phật, Ngài nghe địa cầu nó rung động, nó lắc giống như động đất vậy đó. Thì Ngài mới hết hồn, Ngài mới chạy qua, Ngài hỏi Thế Tôn: bà Thế Tôn, con có vừa nghe một tiếng động lớn như vậy, xin hỏi đó là cái gì? Thì Đức Phật nói là: Như Lai vừa hứa với ác ma thiên tử là Như Lai sẽ niết bàn trong 3 tháng nữa. Trời ơi, Ngài A Nan Ngài khóc. Ngài khóc. Rồi Đức Phật thì nói: A Nan, Như Lai từng đã dạy rất là nhiều lần, cái gì có rồi phải mất, mà cá có tử vi, có sanh là phải có diệt. Rồi có một lần đó, lúc trong 3 tháng đó, nó có những lúc Đức Thế Tôn không thấy Ngài A Nan. Ngài mới hỏi Chư Tăng: A Nan đâu rồi? Thì Chư Tăng nó bạch Thế Tôn: Ngài A Nan đang đứng ngoài ngọ, đang đứng bên ngoài khóc, khóc là vì Thế Tôn sắp ra đi. Thì Đức Phật Ngài mới cho gọi Ngài A Nan vào. Ngài nói: nếu mà kiếp này A Nan không phải là La Hán á, thì cái A Nan sẽ gọi là
thênh thang muôn ngàn dặm, muôn vạn dặm mây ở các cõi ở vị trí cao nhất. Nhưng mà vì cái này anh đang đã là một vị la, sẽ là một vị la hán nha. Trong bấy nhiêu năm đó, A Nan đã đối xử với Như Lai bằng thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, không có một mảy may lầm lỗi nào có thể trách được, có thể quở được. Chư Phật quá khứ đã có một thị giả như vậy, chư Phật vị lai đều cũng sẽ có một thị giả như vậy, và hôm nay Như Lai cũng đang có một thị giả như là A Nan, đặc biệt như vậy nha. Đó, mà ngài đó ngài đẹp lắm, trong kinh đó ngài đẹp lắm, ngài đẹp, ngài có những cái hảo tướng, ngài có cái hảo tướng đặc biệt lắm, cho nên nó là ngài cũng có gặp ít rắc rối với phái nữ. Ngài là ok, ngài là viên ngọc, ngài không có rắc rối, nhưng mà chút phiền khi mà người ta cứ phải lòng ngài, rồi người ta khổ, rồi ngài biết được ngài cũng không có vui, mà trường hợp đó ngài bị cũng hơi bị nhiều. Nhưng mà chỉ nói là chuyện nhỏ. Chuyện đặc biệt đó là sau khi mà Thế Tôn viên tịch rồi thì ngài thôi, mai kể tiếp, mai kể chuyện cái tập Tam Tạng, bây giờ hết giờ rồi. Chúc các vị một ngày vui. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.